Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái loạt bài phương pháp dưỡng sinh. Thì hai kỳ trước chúng ta đã điểm lược qua về âm dương và bảy cái tầng bậc sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ nói bảy cái giai đoạn, tức là bảy cái giai đoạn của trí phán đoán của chúng ta. Mà bảy giai đoạn này nó liên quan trực tiếp tới cái ăn uống, nghĩa là chúng ta ăn, cái thái độ ăn uống của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ có trí huệ như thế đó. Đây là điều mà trên căn bản chúng ta phải biết, vì loài người của chúng ta nó khác với các loài động vật khác ở cái chỗ là kể từ khi mà con người chúng ta đã phát hiện ra được lửa thì thực phẩm của chúng ta bắt đầu khác với loài vật, và từ đó bắt đầu trí tuệ chúng ta phát triển rất là cao. Thì không có cái loài vật nào mà ăn được nấu nướng cả, chỉ có loài người thôi. Loài động vật của chúng ta chỉ có loài người biết sử dụng lửa, và cũng chẳng có cái loài vật nào ăn biết nêm muối, chỉ có loài người chúng ta biết sử dụng muối. Do vậy loài người là một cái loài sinh linh tối cao, loài sinh vật tối cao ở cái địa cầu này. Chúng tôi chỉ nói ở địa cầu này thôi nha, địa cầu khác thì nó lại khác rồi. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu nói tới một cái số bảy cái tầng bậc trí tuệ này, do tiên sinh qua nhiều năm kinh nghiệm tiên sinh phân định ra. Thì thứ nhất là cái giai đoạn trí tuệ máy móc. Mà trí tuệ máy móc này là một sự hiểu biết rất là nông cạn. Cái người hiểu biết cạn cợt, mù quáng, họ không có trí để phân biệt đúng sai hay dở trên mọi vấn đề của cuộc sống này. Ví dụ như bây giờ thấy cái đó là họ giận, thích thì họ chộp lấy liền, họ không biết là cái chuyện đó là của ai, của người nào, hay là vật đó nếu mình đụng chạm tới nó sẽ được lợi được hại như thế nào. Người đó không có tính toán, thích thì lấy, không thích thì xô ra, vậy thôi. Thì đây là cái trường hợp mà của những đứa bé còn nhỏ. Nếu tính về cái tuổi tác ấy, thì trong một vài cái tính về trường hợp của mấy đứa bé nhỏ thì ở trong giai đoạn mà mới sanh ra khoảng 1-2 tuần lễ đầu, quý vị thấy cái trí của nó rất là máy móc, phải không? Nó thích thì nó ôm bầu sữa mẹ, không thích thì nó xô ra, ai thích thì nó cho ẵm, không thích thì nó cứ hô đẩy ra thôi. Nó cũng không biết phân biệt cái gì, nó chỉ biết quen biết lạ một tí xíu đó, vậy thôi. Nhưng mà rồi cũng có một số người sanh ra lớn tuổi, họ cũng có những cái trí đó, có nghĩa là cái phán đoán của họ nó chưa có, gần như não bộ của họ không phát triển. Họ sống với một cuộc đời mù mù mờ mờ, họ chẳng biết gì, thích ăn thích uống thích nói thích năng, gần như không cần phải xét là mình nói câu đó nó sẽ ảnh hưởng tới ai, mình làm việc đó nó ảnh hưởng tới cái gì về sau, gần như họ không có cái đó, họ không có cái đầu óc đó. Thì cái dạng đó là hoàn toàn cái người này không bao giờ có kiến thức ngoài cái việc học ở trường lớp ra, rồi lại còn có một số kiến thức khác ở trong cuộc sống, thì họ hoàn toàn không có, tức là hết sức mù quáng giữa cuộc đời này. Và tình thương thì họ chỉ thương yêu theo bản năng, tức là cái gì vừa ý vừa lòng mình thương, hoặc là tham luyến theo cái tình cảm nam nữ nhục dục, ngoài ra họ cũng chẳng có biết thương yêu ai cái gì cả.
Và cái gì được về tay của họ, họ gìn giữ không thể buông rời ra được. À, cái gì mà từ tay họ giục ra, họ sẵn sàng hy sinh cả cái mạng mình để giành lấy. Đó là cái dạng người của xã hội, nó có một cái dạng người thấp như vậy. Người đó thì bán cuộc đời mình cho thiên hạ bằng cách là làm nô lệ, hoặc là đi làm mướn, làm thuê, ở đợ, ở đằng cho người ta. Thì cái hạng này là cái hạng dạng người mà trí huệ không phát triển, một cái hạng người rất là thấp giữa xã hội này. Và người đó thì hành động do cái sự đối khác của cơ thể nó điều động thôi. Họ đói, họ ăn, họ bất kể điều đó là điều tốt hay điều xấu, và làm vì miếng ăn. Chứ họ không còn có ý nghĩa nào khác giữa cuộc sống này cả. Tức là cái sự chi phối của ăn uống, ví dụ như bây giờ có một người đưa họ tiền, hoặc là mướn họ ăn một bữa cơm, họ phải đi giết người khác, họ có thể làm. Họ không biết cái chuyện đúng sai, miễn làm sao no bụng. Và ngày kia nói là mày giết nó, tao cũng bảo vệ mày, không có chuyện gì xảy ra đâu. Thì họ sẵn sàng làm. Họ không có cái suy nghĩ nào khác. Tức là tất cả những hành động giữa đời này vì cái việc đối khác mà họ làm, ngoài ra người đó không còn có việc khác nữa. Toàn bộ cuộc sống bị chi phối do cái sự ăn uống cả. Thì đó là một cấp trí tuệ hết sức thấp, mà não bộ của họ không phát triển. Thì đó là cấp thứ nhất. Cấp thứ hai là cái cấp quan năng, có nghĩa là cái cấp này nó có thêm đường chút nữa, có nghĩa là ví dụ như đứa trẻ mà nó được sinh ra khoảng một vài tháng thì não bộ bắt đầu phát triển, nó biết quen, biết lạ, biết giận, biết hờn rồi. Khoảng một vài tháng là nó biết chuyện đó. Ví dụ như nó đòi cái gì đó mình không cho, một vài lần mình gặp mặt nó giận, nó không cho mình ẩm, ví dụ vậy đó. Hồi trẻ thì não bộ nó bắt đầu phát triển chậm chậm vậy. Nhưng mà đây là cái dạng người lớn thì họ cũng bắt đầu phân biệt tình cảm, rồi càng lớn lên thì não bộ người này có chút phát triển. Chỉ người này là người yêu chuộng về kỹ thuật và biết khiêu vũ và thể dục. Dạng này rất phát triển về cái ngành nghề này. Tức là cái người mà phát triển về một chút nghệ thuật, mà nghệ thuật đó nó thuộc về cái dạng nghệ thuật của thể dục thể thao. Nghệ thuật đó thuộc cái dạng khiêu vũ, chứ không phải là nghệ thuật khác. Những người mà cả cuộc đời mình hy sinh cho một số kỹ thuật đó, thì chúng ta biết là đó là cái dạng thứ hai. Dạng này hơi phát triển hơn dạng trước, có một chút kiến thức. Kiến thức của họ nó thuộc về kỹ thuật, mà kỹ thuật của thể dục thể thao thôi. Tức là những gì chuyên chơi thể dục thể thao và thích khiêu vũ, múa hát. Chưa phải là cái dạng múa hát sâu ở cái tầm việc sau, nhưng mà đây là một cái dạng mới, có nghĩa là họ cũng thích khiêu vũ, họ thích múa hát vậy, nhưng mà chưa phải là cái dạng biết cái nghệ thuật hát sướng chiều sau kia. Cái dạng này là còn thấp, trí huệ vẫn còn thấp. Thì cái tình cảm của họ, họ cũng chỉ thuần là thương yêu trong tình cảm nhục thể nam nữ thôi. Thì lúc này thì ở cái trình độ tri thức này, họ chưa biết thương yêu nhân quần xã hội, họ chỉ biết thương yêu nam nữ thôi, ngoài ra họ không biết gì. Và cái người này thì thuộc cái dạng buôn bán lạc thú này, buôn bán tiểu thuyết này. Có thể họ viết những cái mẫu chuyện mà nó thuộc với cái dạng tiểu thuyết, chứ nó không có mang cái tính đạo đức trong đó. Và nói tới chuyện đạo đức gần như họ cũng không biết. Họ chỉ làm sao mà viết những cái bản sách, những quyển sách là thuộc về tiểu thuyết để thỏa mãn cái dục lạc của người khác. Hoặc là nếu là cái người nữ thì họ là những cái dạng người nữ bán hoa, tức là bán cuộc đời mình cho xã hội để thỏa mãn lạc thú, chứ họ không biết gì. Thì hạng này là ở đây tiên sinh xíu rồi, cái hạng rất là tham ăn. Họ ăn uống rất là tạp, ăn mà họ thèm cái gì là cái như món đó không thể cưỡng được. Và khi lên ngồi bàn ăn chung với chúng ta thì gần như là 8 phần, thì trong đó họ ăn hết 4 phần, bàn 8 người họ ăn hết phần nữa, chừa phần nữa cho 7 người kia. Ví dụ vậy. Thì đó, cái người nào mà ăn uống mà tham lam như thế thì ngược lại tiên sinh sẽ thấy cái mức độ trí huệ của người ta ở cái tầm nào. Cho nên có đôi khi mà dưỡng sinh sâu một chút thì người ta có thể nhìn người khác qua một đũa gắp đầu tiên thôi. 11 chúng ta sẽ nói sâu về chuyện này. Ở đây chúng ta đang phân định trên cái cấp trí huệ đó. Thì mỗi một cấp trí huệ nó lại có một cách ăn uống và cái tư tưởng, cái đam mê của người đó.
người đời gọi là ham ăn hốt uống, mà những người ham ăn hốt uống thì thường là trí huệ không cao, họ chỉ biết cái chút nghệ thuật, biết họ. Chúng ta để ý những người thể dục thể thao họ ăn rất là nhiều, một cử tạ có thể là một người mà lực sĩ họ có thể ăn một lần tới mấy ký thịt, mấy ký thịt, ăn đồ rất là nhiều. Chúng ta thử phỏng vấn một vài cái người thể dục thể hình, chúng ta sẽ thấy họ họ cái lượng ăn uống của họ nó khủng khiếp hơn một cái người bình thường. Mà bất kỳ một cái người nào ăn nhiều thì ngược lại trí huệ họ rất là thấp. Người nào ăn uống nhiều không có trí huệ cao đâu, chúng ta nên biết điều này một chút. Loại thứ ba, là cái loại tình cảm. Thì đây là một cái dạng họ phát triển trí não hơn một chút nữa. Thì cái người này họ thích về văn chương, ví dụ như bây giờ thấy một cảnh vật trước mắt, họ có thể xuất khẩu thành thơ được, họ có thể làm một bài văn được, trình độ này hơi cao bởi vì thế dễ sợ chứ. Hoặc là họ có thể diễn tuồng được, họ là những nghệ sĩ giỏi trên sân khấu, là những người có nghệ thuật cao trong cái ngành diễn tuồng, hát sướng và văn chương chữ nghĩa họ giỏi, họ rất là lưu loát, thể làm thơ bất cứ giờ phút nào. Nghe mình nói chuyện đây chút dứt cái thời gian của mình là họ sẽ có một bài thơ liền. Hoặc là ra đường họ gặp một cái chuyện gì đó cảm động là họ liền có một bài thơ liền tại chỗ, một cái vạn văn chương chữ nghĩa tương đối lưu loát. Mà văn chương này nó chưa phải là bậc sâu, một cái dạng văn chương khác ở chiều sâu sau chúng ta sẽ thấy sao. Thì cái dạng tình cảm yêu thương của người này thì người này có những cái dạng tình cảm nó hết sức mộng mơ. Ví dụ như bây giờ họ cũng hiểu biết về văn chương, họ cũng khuyên mình là yêu thương cả khắp pháp giới này, rồi ngồi phải là phải tưởng tượng là chúng ta yêu mình, rồi chúng ta yêu mọi người xung quanh, rồi chúng ta yêu tùm lum hết, ví dụ vậy. Thì nó cũng là một cái dạng mà mở rộng tư tưởng, hoặc là đưa chúng ta làm một số cái hành động. Ví dụ như bây giờ họ kêu mình làm một cái điều gì đó để mai kia mốt nọ mình sẽ được cái gì đó. Hay tất cả những cái chuyện mà của họ đưa ra nó chỉ là cái chuyện hứa hẹn của ngày mai, nó không có thật, không có đứng trên nền tảng thực tế để mà giúp người. Mà tình cảm thương yêu của họ nó bay bổng, nó cháy bổng, có thể ở đây mà làm một bài thơ yêu thương trăng sao trên trời, yêu thương chị Hằng gì đó, ví dụ vậy. Thì nó là một cái dạng về tình cảm nó bay bổng, nó không thật, nó không có thật. Thì đó là một cái dạng thứ ba về tình cảm. Thì hai người này thì buôn bán cảm xúc. Ví dụ như bây giờ họ một bài văn của họ khiến cho người ta đọc xúc động, bài văn có thể người ta đọc rớt nước mắt, hoặc bài thơ nào đó người ta đọc người ta xúc động được, thì đó là một cái dạng buôn bán cảm xúc. Hoặc là khi đứng trên cái sân khấu họ diễn tuồng thì người ở dưới có thể xúc động khóc theo họ được. Thì thôi cái dạng người buôn bán cảm xúc này thì cả cái đời của họ sống trong cái đó, có nghĩa là họ đi tới đâu muốn cho người ta cười thì người ta cười, muốn người ta khóc thì người ta sẽ khóc theo. Cái dạng này cũng thuộc cái dạng bậc cao chứ không phải đơn giản. Họ muốn cho người ta cười thì người ta cười ồ liền, họ muốn cho người ta khóc thì vài câu là người ta sẽ rớt nước mắt theo. Nên là gọi là cái dạng buôn bán cảm xúc. Thì cái cuộc đời của người đó họ rất là sành về ăn uống. Sành ăn uống không phải là hiểu biết hết nguyên lý âm dương. Sành ăn có nghĩa là cái ngon, cái dở, gần như tất cả những món ăn nào nếu mình muốn kể ra là họ biết hết. Tất cả những quán ăn ngon, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quán ăn ngon, quán nào mắc, quán nào rẻ, món nào ngon, món nào dở là họ rất là rành. Hoặc là món nào nấu bằng cách nào, họ nấu nướng ra làm sao và ăn phải thưởng thức món đó như thế nào là họ rất là rành. Thậm chí họ còn có khả năng sáng chế biến một số món ăn khác nữa để thỏa mãn cái khẩu vị của mình. Tức là người luôn luôn đi tìm cảm xúc, mà cái cảm xúc của họ, chính bản thân họ là họ luôn tìm những món ăn để khoái khẩu mình. Tìm món ăn khoái khẩu mình. Và khi tìm cái sự khoái khẩu rồi thì họ sẽ truyền cái khoái cảm đó ra người khác bằng văn chương chữ nghĩa hoặc bằng hành động của họ. Cái chiều nhân quả chúng ta thấy rõ. Họ cũng biết hưởng thụ cái khoái cảm từ cái cửa miệng mình, nhưng rồi khi đem cái đó đến với mọi người bằng văn chương, bằng cái sự diễn tuồng của họ, họ buôn bán cái cảm xúc về văn chương, hoặc là họ diễn tuồng, họ làm cách nào đó để cái người mà khi tiếp cận với họ là đương nhiên phải cảm động cảm xúc liền. Không bao giờ chúng ta gặp người đó chúng ta không cười hoặc không khóc, không bao giờ chúng ta gặp người đó một cách bình thường được. Đây cũng là một người tương đối có một chút tài năng nhỏ nhỏ rồi đó. Vì đụng đâu họ cũng có thể xuất khẩu thành thơ được.
đụng đâu họ có thể viết một bài văn được. Chúng ta chỉ nói ba câu thôi, họ viết ba trang. À, cái dạng này nó cũng đầu óc cũng tương đối lanh lợi rồi. Và cái cấp độ thứ tư á, là cái cấp độ này nó có chút trí huệ rồi, thì người này có cái hiểu biết về khoa học, nghệ thuật, thì họ có khi họ trở thành một cái nhà nghiên cứu khoa học để sáng chế ra cái này, sáng chế và cái kia cho xã hội. Thì cái bậc này xã hội rất là trân trọng, xem cái người này người có trí huệ thực sự rồi đó. Thì họ cung phụng cuộc đời họ cho khoa học thôi, tình yêu thương của họ chỉ là khoa học. Họ nghiên cứu hết điều này cho tới nghiên cứu điều kia để giúp ích cho tất cả mọi người, cũng hướng về mọi người. Thì cái khả năng nghề nghiệp của họ là họ buôn bán cái kiến thức và cái tài năng của mình bằng khoa học kỹ thuật. Ví dụ như bây giờ họ nghiên cứu để phát minh ra một cái máy móc này hoặc là máy móc kia, thì cuộc đời họ hy sinh trọn vẹn cho khoa học. Người này là cái người có trình độ, được gọi là tiên sinh, gọi là có chút trí huệ rồi, nhưng mà chỉ thiên về khoa học thôi. Về văn chương họ không rành, về tâm lý họ không rành, về đạo đức họ cũng không cần thiết luôn. Họ chỉ biết khoa học, cái gì có thể chứng minh được, cái gì có thể khám phá được, cái gì có thể chế biến được, thì họ đào sâu trong cái ngành nghề đó, và suốt cả cuộc đời của họ chỉ tìm tòi những cái loại đó mà thôi. Thì ăn uống thì họ ăn uống theo cái kiểu dinh dưỡng thời thượng, có nghĩa là bây giờ một món ăn này nó có bao nhiêu protein, bao nhiêu đạm, bao nhiêu clo, bao nhiêu phốt pho, ví dụ vậy. Họ dựng một cái bản đồ ăn uống của họ ra, tức là cái thời khóa ăn uống của họ ngày nay thì cơ thể cần bao nhiêu. Tại vì cái người khoa học thì rất rành qua cái chuyện đó, cho nên bây giờ món này là họ muốn nấu món này họ phải phân tích, tức là đưa vô máy móc phân tích kỹ lưỡng rồi họ mới bắt đầu ăn. Cơ thể thiếu cái gì cần cung cấp cái gì, thiếu cái gì cần cung cấp cái gì, có nghĩa là cái dinh dưỡng theo thời thượng, có nghĩa là dinh dưỡng này được sự nghiên cứu kỹ lưỡng của khoa học đàng hoàng, và họ ăn uống theo cái quy luật đó. Họ không bao giờ để cho cơ thể bị thiếu chất. Lâu lâu họ khám, họ kiểm tra cơ thể thiếu chất gì đó, thì họ bắt đầu tìm cái chất đó để cung cấp cho cái chất đó cho cơ thể của họ. Ăn uống cái kiểu này cũng là một cái dạng có cái trí huệ một tí xíu, tức là cấp bậc này cũng tương đối cao. Một cấp thứ năm nữa là về kinh tế, về xã hội. Thì cái đầu óc người này luôn hướng về xã hội. Họ rất giỏi về kinh tế và rất giỏi về luân lý. Về kinh tế thì chúng ta thấy thường thì mỗi người có kinh tế giỏi lại ít biết luân lý, nhưng mà đây là một cấp bậc tương đối cao, cho nên họ nghĩ về xã hội, họ thương yêu xã hội, họ lo lắng cho xã hội, nhưng mà họ rất nặng về cái luân lý đạo đức. Người này sống rất là nề nếp giữa xã hội này. Ví dụ như ông bà già xưa chúng ta dạy cái điều gì thì họ phải gìn giữ chặt chẽ điều đó, họ không có buông ra. Và họ muốn đem cái điều đó, họ nghĩ rằng điều đó là tốt, là truyền thống của gia đình, của dòng tộc, họ muốn truyền cho nhiều người, cho xã hội. Họ thương yêu xã hội và họ giúp đỡ xã hội theo cái kiểu luân lý đạo đức. Còn về kiến thức khoa học thì họ không rành, hoặc là những điều khác họ không rành, nhưng mà người này nặng về luân lý đạo đức. Đại khái là gặp những người đó trẻ trẻ nhưng mà nói chuyện giống như mấy ông cụ non hay chuyên gia là những người như vậy. Nói chuyện ra là phải đạo đức, phải nề nếp, phải đi làm sao, phải đứng làm sao, phải ngồi làm sao, phải nằm làm sao, phải như thế này, phải như thế nọ. Gặp họ là phải này, gặp họ là phải kia, gặp họ là phải nọ, chứ mình khác không được. Nói chuyện mà đưa tay lên chút là coi chừng họ đè tay xuống. Vì cái luân lý đạo đức giữa cuộc sống đó họ học như vậy rồi, thì họ muốn mọi người phải theo cái khung đó. Họ muốn mọi người theo khung đó, không có người nào không muốn cho ai thoát ra khỏi cái luân lý đạo đức đó cả. Vì cái đó họ cảm thấy nó hay, nó đúng, và rõ ràng với cái tự thân của họ, họ cũng thấy có một chút lợi lạc. Cho nên họ rất là thương xã hội. Có đôi khi mình thiếu cái kiến thức đó, họ muốn giúp đỡ mình. Họ muốn đem cái kinh tế tới để giúp đỡ mình xong xuôi rồi, họ muốn dạy cái luân lý đạo đức gì đó. Theo kiểu đó, theo cái kiểu khuôn sáo của họ vốn đã quân tập từ trước đến giờ. Thì người nặng về cái điều đó, và đến với xã hội họ cũng rất là thương yêu mọi người. Họ muốn giúp đỡ xã hội, họ luôn nghĩ tưởng đến mọi người, thì cũng luôn hy sinh cái việc riêng của mình để làm việc xã hội. Chứ không phải là không có, đây là một cái dạng hy sinh cũng tương đối cao cả rồi. Thì ít có khi nào nghĩ về chuyện tư riêng lắm. Họ luôn nghĩ về xã hội,
họ thương người này, họ thương người kia, họ giúp người nọ, và thậm chí họ còn thuyết giảng để khuyến khích một số người khác giúp người ta nữa. Cái dạng này là cái dạng cũng hơi khá khá, tức là đầu óc luôn nghĩ tưởng về xã hội chứ không nghĩ riêng cho mình. Thì đây cũng là một cái dạng lý tưởng bậc cao. Vì làm chuyện này thì cái phước báo nó lớn, mình không nói đi. Nhưng mà đây ở cái tập này, họ có một cái điều rất hay. Nếu mà chúng ta nhìn ở một cái chiều khác, mình nghĩ rằng họ là người vô ngã thật sự. Họ không biết lo gì hết đó. Chỉ biết lo phụng sự xã hội thôi. Họ không lo gì riêng cho mình hết. Không phải là chuyện đơn giản đâu. Cái dạng này cũng hết sức là khó kiếm ở xã hội này. Và người này cái tài tổ chức họ rất là siêu. Tức là đứng trước một cuộc lễ 5-10 ngàn người, chỉ cần họ xoay chuyển một chút là im hết. Tức là muốn tổ chức một cái cuộc lễ nào đó 5-30 ngàn người, họ cũng đứng ra tổ chức rất là êm xuôi. Chỉ cần một mình họ thôi là điều động một cái nhóm nào đó để họ phân công, họ tổ chức. Hoặc là bây giờ muốn phát triển một cái gì trong một cái cơ quan, một cái ngành nghề nào đó, lập thành một cái tổ chức nào đó, thì họ rất là hay. Tức là cái đầu óc tổ chức xã hội họ rất là cao. Thậm chí cả tổ chức những cái cuộc mà chính trị hoặc là vận động này nọ kia, họ là nếu nhờ tới người này thì người này sẽ làm rất là tốt cho chúng ta. Nếu chúng ta có duyên gặp người đó. Thì cái người này lại có một cách ăn uống nó không theo thời thượng, không theo thời hạ. Họ người này rất là bình dân, ăn theo nhân quần thôi. Ví dụ như bây giờ họ đi tới chỗ đó, thì vì cái dạng này rất là giỏi tâm lý, họ đi tới chỗ đó họ có thể ăn uống với cái dạng bình dân. Họ đi theo người sang họ cũng có thể ăn uống theo kiểu người sang. Họ ở trường hợp nào họ ăn uống theo trường hợp đó. Cái dạng sức khỏe này thì không có được đặt cao. Tức là ăn uống lung tung thì sức khỏe không cao lắm rồi. Nhưng mà cái lối ăn uống họ không theo thời nào. Cái dạng người này là cái người trí hơi kha khá, cho nên họ rất là linh động trong cái việc ăn uống của họ. Rồi có đôi lúc họ cũng kiên cử, ví dụ như có lý thuyết nào hay kêu kiên cử, họ cũng có thể kiên cử được. Đó là một cái dạng thứ năm. Một dạng thứ sáu là một dạng ý thức hệ. Thì cái dạng này trí huệ hơi cao rồi. Thì họ chuyên nói về những cái triết học hoặc là nói về tôn giáo. Tức là đối với tôn giáo họ sẽ đưa ra những cái triết thuyết rất là đặc biệt. Ví dụ như tâm lý học Phật giáo hay cái gì đó, đối với đạo Phật họ vẫn gài vô được tới cái tâm lý để họ dạy. Hoặc là có những cái triết thuyết họ cho rằng đạo Phật là một triết này, triết đông, triết tây gì đó, họ dạy theo cái kiểu. Hoặc là họ nói lên, họ viết những quyển sách về triết học đông phương, triết học tây phương họ viết được. Hoặc là họ rất nặng về tôn giáo, mà tôn giáo nó không có, nó mang tính khung sáo theo cái chiều kiến thức của họ, chứ không phải là một cái loại đạo lý giải thoát. Một đạo lý giải thoát thì nó lại là ở một tầm khác. Còn ở đây cho nó chỉ thuần mang tính tôn giáo mà thôi. Mang tính tôn giáo thì nó sẽ mang theo giáo điều, mang theo giáo điều, và buộc người ta phải sống trong cái dòng giáo điều đó. Thì cái đó mang tính tôn giáo. Thì như vậy là có những cái triết thuyết mà có thể thuyết phục được thiên hạ. Và bắt đầu cái tình thương yêu của họ là lý tưởng bậc cao. Người này thì nói chuyện mà chúng ta với không tới đâu. Chúng ta với không tới nổi. Thành ra chúng ta bắt đầu nghe những cái loại thuyết giảng nào mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là tương lai mình sẽ thế này, tương lai mình sẽ thế kia, trong cái mộng mơ mình sẽ được thành tựu thế này, mình sẽ được thành đạt thế kia, nếu làm cái này sẽ được cái gì đó. Họ có những cái miếng mồi ngon trước mặt, giống như là có nhiều người ví dụ giống như là có bó cỏ mà treo trước đầu ngựa để cho ngựa chạy hoài trên xe, chạy không biết tới đâu mà cái mỏ nó đụng tới cái bó cỏ, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng có bó cỏ trước mỏ con ngựa để chạy. Nhưng mà ngựa đó là phải mang theo một cái xe rất là nặng, mang theo cái xe rất là nặng. Nghĩa là phải giao cho mình một số việc nào đó để mình thành tựu cái việc đó, mình sẽ đạt được cái gì đó. Trời, về mặt lý tưởng nó hết sức là xa vời, nhưng mà nó mang tính cũng tương đối cao thượng. Ví dụ như mình làm như vậy, mình sẽ về cái cõi nào đó, mình sẽ được ở chung với ai đó. Nó mang cái tính đó, chứ không có hiện thực. Không có hiện thực như cái kiểu đạo Phật hoặc là đạo lý giải thoát thì nó lại khác đi. Và cái người này nếu nhìn một cái góc độ nào đó thì họ là một cái nhà tư tưởng lớn, đủ sức để thuyết phục một quốc gia, đủ sức để thuyết phục cả nhân loại.
cái dạng tư tưởng này, tư tưởng lớn chứ không phải là nhỏ, tạo ra một cái ý thức hệ cho một cái thế hệ luôn. Ví dụ như họ đưa ra một ý thức hệ nào đó có đủ sức để thuyết phục quần chúng và thuyết phục trong cái thời đại đó, đều phải nghe theo cái người đó chứ không phải là cái dạng tư tưởng bình thường. Thì người này có cái lối ăn uống tương đối khá, có nghĩa là họ tiết thực, họ cũng có thể ăn ít sống theo tiết thực hoặc là sống theo cái kiểu ăn uống của tôn giáo. Ví dụ bây giờ cái đạo họ buộc phải ăn chay thì họ cũng ăn chay, và họ bớt đi một số món ăn nào đó cần thiết cho cái phục vụ cho cái tư tưởng của họ hoặc phục vụ cho tôn giáo của họ thôi. Ví dụ như tháng họ ăn mấy cái ngày kham khổ, hoặc là năm họ ăn mấy tháng kham khổ, ví dụ vậy thì họ vẫn làm được. Hoặc là theo tôn giáo đó thì phải ăn như thế nào, ăn như thế nào, họ vẫn ăn, họ vẫn gìn giữ theo kiểu đó được. Tức là cái dạng này ăn uống cũng tương đối có chừng mực. Thì chúng ta thấy khi nào mà bắt đầu sự ăn uống nó có chừng mực thì khi đó bắt đầu tư tưởng lớn ra, đúng không? Về cái một cái nhà tư tưởng của thế giới, họ đưa ra một lý luận nào đó thì đủ sức thuyết phục rất là nhiều người, và cả thế giới có người khi họ cũng đi theo. Nhưng mà đó chỉ là những nhà tư tưởng lớn mà thôi. Thì cái cấp bậc này là cấp bậc rất là cao, tức là cấp bậc thuộc chiếp cái dạng tiên sinh, chiếp dạng thuộc cái dạng ý thức hệ. Đến sau cùng về trí huệ mà theo tiên sinh nhận định đó là cái trí huệ tối thượng siêu việt. Trí huệ này nó nằm ngoài cái tư tưởng gia, tức là vượt hơn tầm của các nhà tư tưởng gia. Trí huệ này không phải do học hiểu theo cái kiểu kiến thức quân tập mà có, tương đương với đạo Phật gọi là vô sư trí, tương đương với cái vô sư trí ở trong đạo Phật. Nhưng mà người này rất thông hiểu về tất cả mọi cái của xã hội, chứ không phải là họ không biết. Và kiến thức của họ là đạo lý và sự giác ngộ giải thoát mà thôi. Ngoài ra họ không có kiến thức khác. Khi tất cả những điều họ nói ra đều dẫn người ta tới đạo lý giác ngộ giải thoát. Khi họ giảng một điều gì đều dẫn tới sự giác ngộ giải thoát, thì ngay trong hiện tiền, hoặc là họ phải làm một điều hay điều nào đó, họ thực sự được giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cái dạng lý tưởng cao siêu như những cái dạng tâm lý trước, những cái dạng cái tâm thức trước. Suốt cuộc đời của họ chỉ sống vì đạo và chỉ đem sự giác ngộ giải thoát đến cho người khác mà thôi. Tức là cái tư tưởng này là tư tưởng cao nhất. Tình yêu thương của họ thì bao la không có ngần mé, tương đương với cái từ bi của đạo Phật. Thì chúng ta thấy con đường dưỡng sinh nó sẽ tới cái mức mà được đạt được cái lòng từ. Xong rồi chúng ta nói là khi một người đạt được cái lòng từ thực sự thì người đó phải dứt hết ngã chấp. Tức là còn một chút ngã chấp thì người đó không đạt tới từ bi cao thượng được. Thì như vậy là cái tình thương mà không có chỗ ngần mé thì nơi mình phải hết tất cả những khung sáo, mất đi vị trí đứng của chính mình, tức là phải tan biến ngã chấp rồi thì người đó mới có lòng từ bi. Thì muốn đạt được trí huệ mà cao thượng siêu việt này, mà người có trí huệ cao thượng siêu việt này thì sẽ người đó sẽ có đạo lý giác ngộ giải thoát, và ngay khi đó người đó có lòng từ bi rộng khắp tất cả mười phương. Đây không phải là chúng ta quán, không phải là quán từ bi, tức là có nhiều chỗ dạy chúng ta là ví dụ như tối chúng ta ngồi rồi chúng ta bắt đầu khởi thương mình, rồi bắt đầu thương những người thân chung quanh chúng ta, rồi những người không thân, những người xa lạ, rồi những kẻ thù chúng ta, rồi chúng ta bắt đầu thương phủ trùm hết mười phương pháp giới. Đó là một cái dạng quán từ bi. Nhưng mà đó chỉ là quán từ bi thôi, chứ sự thực từ cái gốc gác của từ bi chưa đạt tới. Khi nào mà chúng ta thoát khỏi cái sự khổ đau thực sự, tâm chúng ta hoàn toàn an vui thực sự, chúng ta mới thông cảm được cái nỗi gian tuân khó khổ của con người ta còn bị lấn quấn trong sanh tử luân hồi. Lúc đó tự trong thẳm sâu cõi lòng chúng ta phát khởi tình thương. Tình đó mới là từ bi. Còn quán tưởng thì chưa phải, nó chỉ là quán thôi, chỉ là khởi nghĩ thôi, chỉ là tưởng tượng thôi, chứ chưa phải là từ bi. Cho nên từ bi mà còn quán thì chưa đến, chỉ được gọi là ái kiến từ bi, tức là cái thấy mà thương yêu mệnh danh từ bi, chứ nó chưa thực sự là từ bi. Thì ở đây người có trí huệ tối thượng siêu việt đó là cái người có lòng thương tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Giống như kỳ rồi chúng ta nói là cái trí huệ, cái tầng bậc sức khỏe thứ bảy là bình đẳng tuyệt đối đó,
là suốt cuộc đời của họ, họ chỉ đem lại, chỉ giảng dạy cái trật tự thể vũ trụ mà thôi, và vui thích giảng cái điều đó. Ngoài cái việc giảng trật tự thể vũ trụ ra, họ không có việc khác để họ làm. Thì đây cũng là một dạng người như thế. Người này có một điều đặc biệt là họ không có nghề nghiệp gì cả. Họ luôn sống ung dung tự tại giữa cuộc đời này. Nhưng họ sẽ thành tựu được tất cả những ước muốn của họ giữa cuộc đời này. Nghề nghiệp thì không có, sống ung dung tự tại, không có lo, không có rầu, không có buồn, không có tính toán, không có gì hết đó. Nhưng họ muốn làm cái điều gì, điều đó dứt khoát sẽ thành công. Đây là cái điều rất đặc biệt. Nghề thì không có, về tư tưởng cũng không có, về triết thuyết này, triết thuyết kia cũng hoàn toàn không luôn. Nhưng không có việc gì họ muốn mà không xong cả. Là suốt cả một cuộc đời của họ sống vui thích như thế, nhưng muốn làm cái gì thì sẽ được cái đó. Được trong cái sự thỏa mãn chứ không phải được trong cái sự gắn gượng. Khi đạt được trí huệ đó, chúng ta có một điều rất hay. Còn ăn uống thì họ luôn ăn uống đúng với trật tự thể của vũ trụ, chứ họ không ăn uống sai lầm. Không phải ăn theo tôn giáo, không phải ăn theo một sự nghiêm khắc nào cả. Nhưng mà họ rất thấu hiểu về cái âm dương, rất thấu hiểu về trật tự của vũ trụ này. Cho nên từng miếng ăn của họ, từng ngày từng giờ họ sống là họ hòa nhập hẳn vào vũ trụ. Ăn những món ăn, uống những món uống nào đó để họ hòa hẳn vào vũ trụ. Trí huệ của họ đã mênh mông bằng vũ trụ thì không có ăn để vướng mắc lại bất kỳ một chỗ nào. Thì người này lại là một cái dạng người rất đặc biệt. Thì trí huệ mà cao tột nhất của con đường dưỡng sinh, tức là cái người mà bắt đầu đi theo con đường dưỡng sinh, là chúng ta, dù chúng ta có ở tầng bậc trí huệ bậc thứ nhất đi, tức là thuộc cái dạng máy móc mù quáng, nhưng nếu bắt đầu chúng ta được một sự hướng dẫn tốt để chúng ta ăn uống tốt, thì từ từ trí huệ chúng ta sẽ phát triển. Và phát triển đến giai đoạn chót là được trí huệ siêu việt này. Hồi đầu chúng ta đã nói điều này rồi. Có nghĩa là do một quá trình ăn uống sai lầm của chúng ta khiến chúng ta có trí huệ đó. Chứ cái khả năng trí huệ siêu việt thì bất kỳ ai cũng đã có sẵn. Không phải người ta sanh ra đời này để người ta bị mù tối, không phải như vậy đâu. Nhưng mà do cái nghiệp duyên nào đó khiến cho họ phải sống một hoàn cảnh, một môi trường nào đó để họ ăn uống thực phẩm đó, họ sinh hoạt ở môi trường đó khiến cho họ có trí huệ thấp. Bây giờ nếu họ có một cái duyên may, họ thay đổi chế độ ăn uống của mình, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống thôi, thì mọi chuyện đã khác rồi. Mọi chuyện đã khác rồi. Lý do mà ăn uống đã thay đổi thì hôm trước chúng ta đã nói rồi. Như đây chúng ta chỉ nói để thấy rằng cái nhìn của dưỡng sinh về phát triển trí huệ là thông qua cái sự hiểu biết trong ăn uống. Chúng tôi nói là thông qua sự hiểu biết trên ăn uống nha, chứ không phải là người sành ăn uống. Nó khác đi. Ăn uống làm sao mà nó phù hợp với trật tự thể vũ trụ, đó là một điều rất là khó, đúng không? Mặc dù chúng ta đã hiểu biết về âm dương, thì bây giờ làm sao đối với một người theo dưỡng sinh thì họ đang ngồi, khi mà họ muốn kiểm tra lại cơ thể thì họ biết rằng hiện tạng của họ đang ở đây là họ đang âm hoặc là họ đang dương. Âm ở tầm nào, dương ở tầm nào, cần thêm một chút gì để quân bình lại cái âm dương đó là họ bắt đầu quân bình. Hoặc là cái tư tưởng đang xảy ra với họ, họ biết rằng đây là chiều hướng của tư tưởng âm hoặc là tư tưởng dương. Nếu xảy ra tư tưởng này sẽ dẫn tới sự thất bại. Nếu tiếp tục còn tư tưởng âm đó thì sẽ dẫn tới thất bại. Thì bây giờ phải thay đổi tư tưởng đó. Mà có khi chúng ta không thay đổi nổi tư tưởng. Tư tưởng thấy vậy cho nó khó thay đổi, tức là ý nghĩ chúng ta rất là khó thay đổi chiều hướng của nó. Thì bắt đầu sửa đổi trong ăn uống. Sau khi thay đổi thức ăn rồi, tư tưởng bắt đầu thay đổi theo, đúng với cái chiều hướng của mình, năng động tích cực hơn, thì nó lại khác. Nó sẽ thay đổi được cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Thành ra cái tương lai của chúng ta, trí huệ chúng ta có mở sáng hay không để tùy theo cái mức độ ăn uống. Hồi trước chúng ta nói trong mấy điều kiện của thực dưỡng, mà điều này cái người theo dưỡng sinh phải biết này nha. Chúng tôi nói lại là thứ nhất là người đi theo phương pháp dưỡng sinh này là phải khôi phục được sức khỏe của chúng ta. Tức là trước kia chúng ta có bệnh cỡ nào không cần biết, nhưng bắt đầu biết dưỡng sinh thì mỗi ngày sức khỏe phải mỗi khôi phục lại.
Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là thể chất của chúng ta trước kia có bạc nhược như thế nào thì bây giờ bắt đầu nó khang kiện. Hai điều kiện đó chúng ta phải thấy là thứ nhất là khôi phục được sức khỏe, thứ hai là thể chất chúng ta mỗi ngày mỗi khang kiện lên. Nhiều người nó thấy cái thể chất bị bạc nhược quá, tức là nhìn thấy người đó suy yếu gầy guộc, bệnh nhiều thì không có bệnh nhưng mà thể chất yếu họ không thể làm được cái gì, ý chí họ rất là yếu, họ không thể làm phấn đấu làm được việc gì. Nhưng mà khi bắt đầu ăn được phương pháp dưỡng sinh thì hai điều đó trước tiên phải được phục hồi, tức là sức khỏe phục hồi và thể chất khang kiện lên, đó là hai điều. Và điều thứ ba là tâm yên, tâm thì bảo đảm an vui, không có rối rắm. Theo dưỡng sinh mà tâm rối rắm là không đúng, chưa theo đúng, chưa ăn đúng, chưa làm đúng. Và cái thứ tư là gì? Là trí huệ phải luôn luôn khai mở, trí huệ khai mở đến mức độ tỏa sáng. Và cái tỏa sáng tận cùng là đạt được trí huệ tối thượng siêu việt này, để suốt cả cuộc đời luôn tự tại trong đạo lý giác ngộ giải thoát, suốt cả cuộc đời luôn thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, suốt cả cuộc đời muốn thực hiện tất cả những ước muốn của mình đều thực thành tựu, và suốt cả cuộc đời của chúng ta luôn luôn truyền bá cái đạo lý giác ngộ giải thoát không có một phút giây tạm rời. Thì khi đạt được như vậy là đạt cùng con đường của dưỡng sinh. Mà người nào đi theo dưỡng sinh mà chưa có thực hiện được những cái bước ban đầu, ví dụ như thứ nhất là cái sức khỏe chúng ta khôi phục mà chưa khôi phục được á thì chưa phải. À, bây giờ chúng ta phải tự kiểm tra làm sao mà bây giờ mấy ngày mấy tháng mà mình bắt đầu mình biết được phương pháp dưỡng sinh này á, là coi sức khỏe chúng ta có khôi phục chưa. Chưa khôi phục sức khỏe là biết chúng ta chưa thực hiện đúng. Vì những người mà thực hiện đúng được phương pháp dưỡng sinh sau 10 ngày nửa tháng là sức khỏe bắt đầu khôi phục dần dần cho tới sức khỏe khang kiện hoàn toàn. Khang kiện có thể là có thể nói là mạnh mẽ đủ sức để đào núi, để lấp biển, chứ không phải là khỏe theo cái kiểu khỏe của mình thấy mình gầy gầy vậy chứ làm gì không nổi, không phải như vậy, không phải như vậy nữa, mà sức khỏe phải khôi phục đến mức cái đỉnh điểm là đủ sức làm tất cả mọi việc, thì như vậy mới là cái người dưỡng sinh. Hay có thể họ gặp công việc họ có thể làm từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới tối, không bao giờ thấy họ tỏ vẻ bị mỏi mệt như kỳ trước chúng ta đã nói rồi, đúng không? Tức là người không có thể hiện một cái phần nào mỏi mệt giữa cuộc sống này thì người đó mới được 10 điểm. Trong 100 điểm thì người đó mới được 10 điểm ban đầu. Mà chúng ta làm 1-2 tiếng hồi chúng ta nghe mệt, tức là cái sức khỏe chúng ta không tốt, cái khả năng khang kiện chúng ta không có. Thành ra hôm qua 7 cái tầng bậc trí huệ này cũng như 7 tầng bậc sức khỏe thì chúng ta có thể tạm nhìn đứng một cái cửa ngõ nào đó, chúng ta nhìn về cái phương pháp dưỡng sinh này. Thì thật tình cái mục đích chính của tiên sinh không phải đưa ra ăn uống để cho chúng ta hết bệnh không, không phải như vậy. Cái chuyện của tiên sinh Oshawa, tiên sinh là người đã đạt được sự giác ngộ giải thoát, cho nên rồi ngài muốn dẫn dắt chúng ta đi vào con đường giác ngộ giải thoát qua cái lối ăn uống. Đây là điều rất khác đối với đạo Phật, nhưng không sai với cái đạo lý giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Thì ở đây đến phần kết chúng ta sẽ nói lại cái phần này, và chúng ta nói thêm 7 cái phần mà theo tiên sinh tóm kết là gọi là cái trật tự của vũ trụ được tiên sinh Oshawa nhìn. Tại vì lâu nay chúng ta hay nói câu trật tự vũ trụ, trật tự vũ trụ, thì bây giờ chúng ta nói mỗi 7 cái nguyên lý. 7 nguyên lý này nó giống như là 7 cái nguyên tắc hết sức là linh động để hình thành, để gây dựng, để tạo tác tất cả những cái giữa trần gian này, giữa vũ trụ này. Cái thứ nhất là cái gì có thủy thì có chung. Chúng ta nghe từ này hơi quen đúng không? Và điều này đạo Phật cũng có nói, điều này rất phù hợp với đạo Phật, tức là cái gì có sanh ra là sẽ có diệt đi. Đó là nguyên lý thứ nhất. Và điều này thì rất là dễ hiểu rồi. Thì chúng ta được sanh ra đây, một ngày nào đó chúng ta cũng mất. Cái gì có hợp thì có tan, có sanh thì có diệt, có đến thì có đi. Nó cuộc đời nó có hai mặt như thế. Thì cái câu có thủy có chung này, thì nếu chúng ta đứng nhìn về một cái góc cạnh nào đó của đạo Phật thì đây là mang tính của đạo Phật rõ ràng. Thứ hai, cái gì có bề mặt thì nó sẽ có bề trái, đúng không? Bàn tay thì có hai mặt, có bề mặt có bề trái rõ ràng. Thân chúng ta có mặt có lưng rõ ràng. Thì cái điều này nó cũng dễ hiểu chứ không có gì để khó lắm. Thứ ba là không có cái gì giống nhau.
Chúng ta ngồi đây bao nhiêu người không có mặt ai giống ai cả. Đó là sự thật. Tức là cái hiện thể, cái thân chúng ta là cái tổng thể rồi. Nhưng sự thật, ví dụ như trên cái mặt chúng ta, từng tế bào ở trên mặt chúng ta, từng cái tế bào nhỏ trên mặt chúng ta nó cũng không giống nhau đâu. Thế vậy chứ không giống nhau. Và một thật vật thể li ti, ví dụ như cái tiền phân tử chưa chắc đã giống nhau nữa. Mỗi một cái tiền phân tử đó nó không có, nó có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron khác nhau. Tức là từ cái phân tử, cái nguyên tử nhỏ nhiệm nó vẫn không giống nhau một cách hoàn toàn. Cho tới cái lớn, lớn như con người chúng ta là mỗi người mỗi nghiệp khác nhau rồi. Thì sanh ra đời này gương mặt không bao giờ giống nhau cả. Giữa trần gian này cũng chẳng có cái gì giống nhau, cái gì không có cái gì giống nhau tuyệt đối giữa vũ trụ này. Nó là điều mà chúng ta có thể nhìn để thấy biết. Bề mặt càng lớn bao nhiêu thì bề trái càng rộng bao nhiêu. Ví dụ như giàu sang cực đỉnh thì sẽ nghèo khổ cùng tột. Được lên làm vua thì có ngày làm thứ dân để cho người ta bị chà đạp, vân vân. Thì cái bề mặt nó càng rộng bao nhiêu, ví dụ thấy bề ngoài nó rực rỡ như vậy, nhưng mà bên trong nó có những cái mà không được tốt đẹp lắm. Đây là điều để chúng ta phải biết. Xã hội luôn luôn có bề mặt và bề trái vậy, nhưng mặt lớn cỡ nào thì bề trái nó sẽ rộng chừng đó. Người gian danh nhiều chừng nào thì người đó vất vả nhiều chừng đó. Chưa nói tới đau khổ, chúng ta nói vất vả thôi. Tại vì ở đời người ta cũng có nói câu càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Nhưng cái gian nan không chưa đủ đâu. Ta khen 10 người ta chửi lại tới 15 lần. Bề mặt lớn bao nhiêu thì bề trái rộng bao nhiêu thôi. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái nhìn về cuộc sống, về xã hội là chúng ta phải nhìn thông thoáng tất cả mọi chiều, mọi khía cạnh của nó. Làm sao để đạt được đỉnh điểm quân bình. Đây là cái nhìn về trật tự thể của vũ trụ. Mọi cái tương phản đều tương thành. Đây là điều khó chấp nhận của mình, đúng không? Giữa xã hội này, ví dụ như có một người đối nghịch với mình, mình không biết cái tương thành ở đâu, chứ thấy trước mắt là họ tới mình để cự lộn không rồi đó. Đó, cái tương thành ở đâu chúng ta chưa thấy. Nhưng mà nếu như không có âm thì không thể có dương, mà âm dương không hòa hợp được thì không hình thành vật chất. Âm dương được gọi là tương phản, sáng tối là tương phản, tức là ban ngày và ban đêm là tương phản. Nhưng nếu không có ban ngày ban đêm chúng ta rất là khó sống. Nếu mà ban ngày hoài thì chắc là chúng ta sẽ chết, hoặc ban đêm hoài chúng ta cũng chẳng có làm điều gì được. Nên là chúng ta phải thấy được xã hội, thấy được con người có hai mặt. Từ cái chỗ hai mặt đó mà làm sao chúng ta dung thông được hai bề. Làm sao ở giữa đời này chúng ta có được trí huệ mà dung thông được cái sự đối nghịch với mình. Thì người đó là người giỏi. Còn nếu mà chưa hiểu được cái điều này, chúng ta đi đâu vẫn phải có sự đối nghịch ở đó, thì nguy cho cuộc đời mình rồi. Chúng ta phải hiểu. Và bây giờ ví dụ như có một người đối nghịch với chúng ta, chúng ta phải tìm ra được cái lý do để họ làm thành mình, để làm thành mình. Thì chúng ta hiểu một cái điều là bề mặt nó càng lớn, bề trái nó càng rộng. Chúng ta hiểu như thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta bị người ta đồn mình là một người xấu xa, đê tiện gì đó, mà tin đồn được loan khắp cả đất nước đi, ví dụ vậy, nhưng mà mình vẫn chưa có bị gì. Thì cái người mà nghe đồn nhiều khi họ hiếu kỳ, bắt đầu họ tới, họ tìm hiểu mình, họ thấy mình đâu phải vậy đâu. Được người, được người. Trong khi nếu không nghe đồn thì chắc chắn người đó không tới mình. Nhưng mà bây giờ nghe đồn họ bắt đầu tới, coi mình xấu kiểu nào mà ta đồn dữ vậy. Thì vậy là chúng ta sẽ có được một quyến thuộc. Và nếu đồn nhiều, cái người nhiều người hiếu kỳ tới để tìm hiểu mình, thì mình sẽ có rất là nhiều quyến thuộc. Thành ra trước mắt là chúng ta thấy cái chuyện xấu gian xa, nhưng thực sự là chúng ta sẽ có người thông hiểu mình hơn. Tại vì khi họ lầm mình thì họ sẽ nghĩ xấu về mình, và khi họ tìm hiểu để họ hiểu mình rồi thì ai muốn nói gì thì kệ ai, không lọt lỗ tai họ được nữa. Thì lúc đó cái người mà tìm hiểu được mình, họ mới thông cảm một cách tuyệt đối với mình. Chứ ban đầu họ tới bình thường họ không để ý gì đâu. Ví dụ Phật tử đi chùa đây thì không để ý gì đâu, nhưng mà nghe chúng tôi có tiếng tâm gì đó một chút rồi, bắt đầu có một số người đó họ phá phách, họ bắt đầu tung tin xấu ra. Thì đương nhiên trong số này cũng có người tức tới theo dõi, coi ông thầy có thiệt vậy không, vị kỳ cục bị tiếng vậy. Thì rõ ràng khi mà chúng ta được lân la, được tiếp xúc này nọ nơi kia, thì cuối cùng mình sẽ tìm ra được sự thật. Nó không phải như lời đồn thì nó lại khác rồi. Thì từ đó cái người thân, người quyến thuộc chúng ta sẽ đông hơn. Cho nên mà lỡ bị người ta đồn tiếng xấu đừng có sợ.
Vì sao tất cả những cái đối nghịch đều thành tựu, đây là điều chúng ta phải hiểu. Và ngược lại, tất cả những thuận lợi có khi dẫn chúng ta tới thất bại. Giữa cuộc sống thì chúng ta phải hiểu lại cái mặt thứ hai của nó, mặc dù tiên sinh chưa nói. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều này: cuộc đời này nếu như mọi cái đều thuận chiều mát mái thì người đó không có trí huệ lớn đâu. Phải nói thật một câu như vậy. Ví dụ chúng tôi nói, ví dụ như có, chúng tôi nói luôn ở trong môi trường tu sĩ thôi. Các vị thầy mà luôn ở bên cạnh thầy tổ mình, được thầy tổ bao bọc che chở đủ mọi điều. Tới giờ ăn thì ăn, tới giờ ngồi thiền ngồi thiền, tới giờ tụng kinh thì tụng kinh, tới giờ lao tác thì lao tác, tới giờ ngủ thì ngủ, rầm rắp suốt một đời như vậy. Bảo đảm người đó không trí huệ bao nhiêu hết. Đứng trong cái khó đó mà thành tựu, đừng có bỏ đó mà chạy nha. Phải giải quyết cho kỳ được, và buộc cái đó phải làm cái gì cho thành tựu cho mình. Ngay cái khó đó mình phải thành đạt. Tức là ở đời người ta có cái câu gọi là đạp gai thì lấy gai mà lễ, chứ không mượn phương tiện khác. Té ở đâu thì phải đứng dậy tại chỗ đó. Người đó mới là người có ý chí lớn. Thì đây là cái điều mà nếu chúng ta thành tựu được trước mặt này rồi thì cuộc đời này chẳng có cái gì mà chúng ta không thành tựu cả. Làm sao mà giữa cuộc đời này chúng ta hoàn toàn không còn bất kỳ cái sự đối nghịch nào? Có nghĩa là làm sao bất kỳ cái hoàn cảnh thuận nghịch nào tới đều bồi bổ chúng ta. Cái gì nó chưa tới chúng ta là chúng ta còn thiếu. Hiểu như vậy dùm một cái. Thì cái tới chúng ta là thuận, chúng ta đang thiếu cái thuận. Chúng tới chúng ta là nghịch, thì cái nghịch đó còn thiếu với mình. Cho nên tới để bồi bổ thêm cho mình, chứ không phải tới để phá mình. Không phải cái khó tới để phá mình. Vì vậy là người đó đụng đâu cũng có thể thành tựu được. Còn bây giờ nếu mà đối với chúng ta còn một việc đối nghịch thì chưa phải, chưa phải. Và một cái điều khó nữa, nếu chúng ta vượt tầm hơn một chút nữa, ở trong kinh Pháp Hoa tới cái phẩm 14, 15 gì đó, thì có một cái đoạn Đức Phật dạy chúng ta là gặp một cái người ngay bây giờ mình độ không được, đại khái là cái người đối nghịch chúng ta, thì chúng ta phải phát nguyện khi chúng ta thành Phật phải kiếm người đó độ trước. Bây giờ thì rõ ràng là mình không đủ sức, không đủ sức thì phải chịu cúi đầu chịu thua. Nhưng mà nếu chúng ta cúi đầu chịu thua bất kỳ một cái chuyện gì thì trí huệ chúng ta chưa thông. Chúng ta phải hiểu thêm điều này nhé. Có một cái chuyện khó đặt ra với mình, có một người đang đối nghịch với mình thực sự, mà thẩm sâu trong tâm hồn chúng ta chưa tìm ra được một cách để cho người đó được giác ngộ giải thoát, thì chứng tỏ trí huệ chúng ta còn rất non kém. Chúng ta phải hiểu. Còn có một chút chúng ta phải thấy nó là khó. Đây là hoành, không phải mình thách thức, không phải mình thách thức chuyện khó tới với mình. Nhưng mà thẩm sâu trong lòng mình còn cho một vấn đề gì đó là đối nghịch với mình, tâm chúng ta chưa có tốt. Phải nói như vậy. Từ cái cội nguồn tâm thức của chúng ta còn hơn thua với thiên hạ, còn hơn thua với thiên hạ, thì mới thấy rằng thiên hạ hơn thua với chúng ta. Chứ từ trong thẩm sâu tâm hồn chúng ta đã dứt trừ cái sự hơn thua đó rồi, thì hoàn cảnh tới chúng ta đều là sự giúp đỡ. Dù nó tới kiểu nào, nó cũng là sự giúp đỡ. Đó là điều để chúng ta phải biết thêm. Tức là làm sao mà tất cả những cái tương khắc phải trở thành tương thành cho chúng ta. Tất cả những cái đến là chúng ta còn thiếu. Không có cái gì chúng ta đủ nó đến cả. Giống như cái túi chúng ta đầy tiền, chúng ta không thể nhét vào được nữa, vì nó đã đủ rồi, đã đầy túi rồi. À, bụng chúng ta đầy, chúng ta không thể thêm miếng cơm nữa được đâu. Do thiếu chúng ta mới đưa vào. Cho nên trong lúc chúng ta đưa vào, có khi chúng ta đưa ớt, có khi chúng ta đưa chanh, có khi chúng ta đưa đường, nhưng mà nó vẫn còn thiếu ở trong, nó chưa đủ, cho nên vẫn phải tiếp tục đưa những món đó vô. Nhưng mà khi nó đầy rồi là không đưa món gì vô nữa được. Vì vậy tất cả những cái tới giữa cuộc đời này chúng ta phải hiểu một cách đúng đắn lại là để bổ túc cho chúng ta từ thân mạng cho tới trí huệ của chính mình. Và làm ơn mỗi người khi thức dậy chúng ta nên lại tạ tri ân tất cả hoàn cảnh thuận nghịch giùm. Không có những hoàn cảnh thuận nghịch thì bây giờ chúng ta không có sức khỏe, không có trí huệ như bây giờ chúng ta đang có. Nhờ những hoàn cảnh đó mà chúng ta hiểu thêm được cái cuộc đời như thế nào. Ví dụ như bây giờ hai người bạn đang chơi thân với nhau, thì lúc mà đang thân thì cái gì họ cũng nói tốt mình, mà khi họ không chơi thân với mình nữa thì chuyện xấu gì trên đời này là họ tung ra hết.
Từng hết. Thì như vậy á, chúng ta nên buồn hay nên như thế nào? Chúng ta phải tìm được cái cách lý giải này. Cái người mà chơi chung với mình á, mà đi ra mà nói tốt mình á, thì hơi bị hiếm, hiếm lắm. Nhưng mà người chơi chung với mình mà tới hồi hết chơi chung mình đi ra nói xấu là chuyện đó quá bình thường. Nít nó cũng nói được. Người lớn không bao giờ có. Cái người trí huệ càng cao thì không bao giờ nói xấu người khác khi không có mặt. Chúng ta phải hiểu được điều này. Và một điều mừng như hồi nãy chúng ta nói nữa là có nhiều người biết tới mình, mặc dầu biết trong cái chuyện xấu kệ hả. Tại vì cái duyên mình gieo cái kiểu giữa đời này nó như thế rồi. Cho nên rồi, có khi thì người ta biết tới mình bằng cái việc tốt, nhưng cũng có khi họ biết tới mình bằng việc xấu. Thì tên tuổi của mình cũng được gắn trong tâm thức của họ một lần. Và khi họ bắt đầu đem mình ra để bình luận, tức là họ đã quan tâm tới mình rồi. Dù họ bình luận tốt hay bình luận xấu, đúng không? Không quan tâm tới mình họ bình luận làm gì? Thì chứng tỏ rằng họ cũng có lòng tốt, họ cũng thương mình, họ cũng lo mình, họ cũng nghĩ ngợi tới mình cái gì đó rồi, họ mới đem mình ra bình luận. Chứ họ quan tâm mình bình luận chi? Như vậy là chúng ta đã có duyên nhau rồi, thì làm sao giữa chúng ta và người đó phải được sự giác ngộ giải thoát? Chúng ta phải lập được cái ý đó, cái trí đó ở nơi mình, để đối duyên với cái thuận nghịch giữa đời này là chúng ta phải có cái sự trí tốt. Chứ nếu không chúng ta sẽ gặp khó suốt đời. Mà thiệt á, chỗ này mà giải quyết không thông á hả, là suốt đời chúng ta sẽ gặp khó hoài nha. Quý vị thử chiêm nghiệm lại coi đúng vậy không. Thứ sáu, âm và dương là sự phân cách của mọi sự phân cực, chúng tương phản mà tương thành. Đây là cái điều nó hơi chuyên môn. Âm dương là cái sự phân cách của mọi sự phân cực. Tại vì tất cả mọi cái đều là âm dương cả. Ví dụ như cái mặt, cái bàn tay chúng ta có, nếu nhìn tổng thể thì nguyên cái mặt trái, nguyên mặt phải, tức là nguyên mặt âm và nguyên mặt dương. Nhưng mà cái sự phân cách nó, ví dụ như lóng tai thì nó cũng có mặt trái và mặt phải, gọi là sự phân cách của từng sự phân cực của nó. Khi mà đã phân ra âm dương rồi, tức là từ cái vô cực bắt đầu mới sanh ra âm dương. Giống như Lão Tử nói là từ cái thái cực sanh lưỡng nghi sanh tứ tượng sanh vạn vật. Nên là kiểu Lão Tử nói, tức là từ cái chỗ mà đầu tiên thì kỳ sau chúng ta sẽ nói tới cái dòng xoắn ốc đối số của dưỡng sinh bắt đầu phân cực âm dương đó, để hình thành tất cả những cái vật chất từ ti tiểu cho tới những cái ngân hà, những dải tinh hà lớn của vũ trụ này, thì nó cũng nằm trong cái dòng xoắn ốc đối số. Thì kỳ sau chúng ta sẽ nói rộng cái điều đó, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói cái sự phân cách của âm dương, tức là trong từng lời thời, từng phút, từng giây, âm dương luôn luôn thể hiện. Chúng ta phải hiểu vậy, chi phối từng cái lời nói, từ cái ngữ điệu của chúng ta giữa cuộc sống này, từ tiếng thứ nhất cho tới tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, nó cũng là cái sự phân cách âm dương trong đó nữa, không chỉ là sự phân cách âm dương nữa. Có những cái mà thuộc về cái tình cảm gì thì cái lời nói tự động gằn xuống một chút, ví dụ vậy. Hoặc là tình cảm yếu ớt thì chúng ta phải nói nhẹ đi, mà vui tươi thì chúng ta phải nói âm điệu nào đó, đúng không? Thành ra trong nguyên một cái câu nói, nó sẽ tạo rất là nhiều cái vọng ngữ, cái âm vận nó trồi sụp khác nhau, là do âm dương của từng vấn đề, do âm dương của từng vấn đề. Thì vậy là âm dương là sự phân cách để chia sẻ từng cái ngõ ngách nhỏ nhiệm giữa cuộc sống này. Có khi thì chúng ta tươi cười, có khi chúng ta nhăn mặt, có khi chúng ta cười ít ít, có khi chúng ta cười nhiều, là tùy cái từng sự việc đó. Mà sự việc đó nó thuộc về âm, thuộc về dương, để nó tác động, để chúng ta có một sự âm dương để đối nghịch, để dung hòa lại với sự việc đó. Thì như vậy là âm dương là cái sự phân cách nhỏ nhiệm trong cái từng cái phân cực của nó. Tức là khi đã phân cực âm dương rồi thì không có cái việc gì xảy ra giữa cuộc sống này mà không phải là âm dương. Ví dụ cho hơi thở đi, chúng ta ngồi một hồi chúng ta không thở sâu xuống dưới được, ngồi cong cong lưng chúng ta không thở sâu được, thỉnh thoảng chúng ta hít một hơi thật dài để cho thở sâu. Tức là từ trước đến giờ chúng ta ngồi khum khum thì chúng ta thở phần trên, từ rúng trở lên trên không à, tức là hơi thở bị âm, tức là hoạt động ở vùng âm. Thì hơi thở không tới cái vùng dương dưới, buộc chúng ta phải hít thở sâu để xuống tới cái dương là cái dưới. Nó cũng là một cái dạng phân cực. Thật ra hành động cử chỉ, chúng ta ngồi yên một hồi, buộc chúng ta phải nhúc nhích một chút, tại ngồi yên nó quá âm. Nhúc nhích cái để cho nó có một chút dương, để nó quân bình trong cái tư thế ngồi của mình. Thì nó cũng là một sự phân cực nhỏ nhiệm trong từng cái sự phân biệt mọi cái sự vật, mọi cái sự việc, mọi hành động, mọi cái tạo tác nhỏ nhiệm nào đó xảy ra cũng đều là âm dương cả, để nó quân bình, nó dung hợp lại từng cái việc làm nhỏ. Thành ra trong mà cái tương phản tương thành hồi nãy cũng vậy, tức là
Có khi lúc đó chúng ta dương quá thì sẽ có một cái việc rất là âm tới để quân bình chúng ta lại nha. Có những trường hợp như vậy. Ví dụ như một người rất là dương trong việc làm, trong hành động họ sống giữa đời này, họ vô tình họ sống rất là dương. Thì mọi việc làm của họ, họ sống dương hết, họ không có suy nghĩ tới cái chuyện xung quanh nhiều. Tự động có một người lại bắt đầu mang cái khí âm tới cho họ, họ ngăn chặn việc làm của người này, tức là kêu họ dừng lại cái việc làm của mình. Mà hoạt động tức là dương, bây giờ dừng cái việc làm đó tức là âm, tức là đem hoàn cảnh đối nghịch lại tới cho mình. Hoàn cảnh đối nghịch lại, hoàn cảnh đối nghịch nó cũng là âm dương, thì kêu bắt mình phải dừng lại cái việc làm của mình tức là âm rồi. Đang hoạt động là dương, kêu dừng tức là âm. Ví dụ vậy thì nó cũng là một cái dạng âm dương. Âm dương theo hoàn cảnh đối nghịch, nhưng mà tương phản lại tương thành. Nếu mình tới một chút nữa mình có thể gặp nguy hiểm, nhưng nếu mình biết dừng tại chỗ này thì có thể nó thành tựu cho mình công việc gì đó. Mình cũng phải biết dừng. Cho nên có những cái chuyện như vậy, không phải làm nữa là tốt, mà cũng không phải dừng lại là tốt. Mà lúc nào đó cần thiết phải quân bình thì chúng ta phải quân bình. Lúc nào đó cần thiết phải dương lên là chúng ta phải dương. Lúc nào đó cần thiết phải âm xuống là chúng ta phải âm. Và khi hiểu được âm dương rồi thì trong từng hoàn cảnh giữa cuộc sống này chúng ta tự động biết điều tiết. Từ hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm, từng cái hơi thở ra vào, từng cái đi đứng của chúng ta, nó có cái sự tương tác với âm dương, sự phân cách âm dương một cách rất rõ ràng. Ở đôi khi chúng ta không để ý, nếu mà để ý rồi trong 5 phút chúng ta phân biệt không biết bao nhiêu âm dương. Trong cái hành động quơ tay múa chân đưa lên đưa xuống nhúc nhích qua lại của mình đều là âm dương trong đó. Để chúng ta tự quân bình lại hết. Thứ bảy, âm và dương là hai cánh tay của cái một, tức là cái vô cực. Thì bây giờ kỳ sau chúng ta sẽ học về cái hình thành vật chất, tức là từ cái cõi vô cực này bắt đầu. Theo Lão Tử nó là từ thái cực sanh lưỡng nghi, thái cực sanh lưỡng nghi, tức là bắt đầu sanh ra âm dương. Theo cái nhìn của dưỡng sinh bắt đầu sanh âm dương, thì âm và dương là hai cánh tay đắc lực, và có âm dương thì mới có vật chất, còn không âm dương là vật chất không có. Có âm dương là có tất cả mọi cái giữa cuộc sống này, và không âm dương thì không có cái gì cả. Và âm dương đưa tất cả chúng sanh vào cuộc sống này, ngược lại âm dương cũng đưa chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đây là chuyện chúng ta phải biết này nha. Có những cái chuyện mà có khi chúng tôi phải không biết là nên nói trước công chúng cái đề tài này không. Chúng tôi nghĩ là có một ngày chúng ta sẽ nói về đề tài này, vì đề tài này nó hơi lẫn lộn giữa thế gian và Phật pháp một chút, mà nó hơi rất là kín đáo. Và khi chúng tôi nhận định ra được điều này rồi, chúng tôi rất là băn khoăn. Và nếu như nhìn ở góc độ dưỡng sinh thì nó hết sức là bình thường, hết sức là bình thường. Khi con người mà quân bình âm dương thì sẽ đạt được trí huệ bậc cao, như hồi nãy chúng ta nói, đạt được trí huệ bậc cao. Nhưng mà người đó không quân bình âm dương thì sẽ không đạt được trí huệ đó. Và gần như tất cả chúng sanh đều âm thầm biết được điều này. Tất cả mọi người đều đã âm thầm, thẩm sâu trong tâm thức mọi người đều đã âm thầm biết được điều này. Thật sự nếu một lần chưa hòa hợp được âm dương, người đó không thể giác ngộ giải thoát được. Cái chỗ tận cùng của sự giác ngộ giải thoát là sự hòa hợp âm dương. Chỗ này nói có nhiều khi mít lòng, và trong đạo Phật từ xưa giờ không nói điều này. Đạo Phật không nói điều này đâu. Nhưng mà khi đi sâu vào âm dương, chúng ta sẽ thấy được điều này. Chúng ta được đến cõi đời này bằng âm dương thì đó là cửa ngõ để đi ra, không có cửa ngõ khác nha. Đến từ cuộc đời này, từ thái cực, từ cái chỗ chân không đó để sanh ra âm dương, thì chúng ta trở ra khỏi cuộc đời này phải nhận được cái chỗ chân không đó, đúng không? Nhận được cái chỗ chân không trước khi sanh ra âm dương đó. Và khi âm dương hòa hợp, chúng ta mới có một cơ may thoát ra được để nhận chỗ chân không kia. Chứ còn chưa có một lần hòa hợp âm dương này thì chúng ta chưa có cái kẻ hở để thoát ra đâu. Thì điều này để chúng ta thấy rằng đến cái chỗ này thì tiên sinh tóm kết, tức là qua cái nhìn, cái thấy của tiên sinh trong chiêm nghiệm giữa cuộc đời này, tiên sinh đưa ra 7 cái điều kiện, tức là đại khái là 7 cái nguyên lý nói về cái trật tự của vũ trụ này, tức là nói về cái cuộc sống của chúng ta ở đây, thì cái gì xảy ra cũng từ âm dương, không có cái gì ngoài âm dương cả. Cái chỗ mà trước khi sanh âm dương, tức là cái chỗ thái cực, cái chỗ vô cực, thì như vậy là từ chỗ vô cực bắt đầu phân âm dương. Mà khi phân âm dương rồi mới hình thành vật chất. Bây giờ chúng ta đi ngược lại cũng phải đi qua đường âm dương. Qua đường âm dương đó, âm dương hòa hợp mới sanh vật chất. Chúng ta tới cái tầm âm dương hòa hợp đó xong,
thì chúng ta mới xuyên thủng cái âm dương hòa hợp đó, chúng ta nhận ra chỗ thái cực để sanh ra âm dương, mới giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì vậy là đến từ cửa nào thì phải ra từ cửa đó, phải ra từ cửa đó dùng. Thì đây là cái điều rất sâu và nó có lẫn lộn một chút trần tục, một chút đạo lý. Thì điều này không tiện nói, thì chúng ta chỉ giới thiệu vậy thôi. Thì chúng tôi định nói câu chuyện này một tiếng, thì cũng tức là thầy nói chuyện ở đây chúng tôi ngưng. Bây giờ chúng tôi dành thời gian cho quý vị thắc mắc về dưỡng sinh, về cái việc gì đó thì chúng ta bắt đầu đưa ra. Quý vị có thể thắc mắc điều gì chúng tôi có khả năng giải quyết được tại đây thì chúng tôi sẽ giải quyết liền. Còn nếu điều gì mà còn rút mắc chưa giải quyết được thì chúng tôi hứa là sẽ tìm đủ mọi cách để giải thích cho quý vị rõ. Bây giờ ai có thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu đưa lên câu hỏi. Thưa thầy, trong các bệnh nan y á, thì coi như có một cái bệnh mà hiện nay đó là Tây y và Đông y đó đều phải bó tay, đó là hội chứng Parkinson, tức là một người có thể rung một tay, rung hai tay từ nhẹ tới nặng, hoặc là rung một chân hoặc là rung hai chân, mà trong quá trình điều trị của Tây y và Đông y đều bó tay. Thì trong cái phương pháp thực dưỡng này, chúng con cũng mong thầy là điều nghiêng để có một cái công thức để trị bệnh cho cái bệnh nan y này. Vì hiện tại bây giờ đó thì cái hội chứng Parkinson này nó rất là rộng rãi. Bệnh chứng này nó ảnh hưởng tới não bộ, từ cái vụ điều động của não bộ phải ảnh hưởng tới não bộ thực sự. Khi mà cái bệnh chứng này nếu người đó còn bình tĩnh được á, tức là còn có thể nói cho họ nghe, họ hiểu được, họ thực hiện đúng theo kiểu của mình được thì sẽ trị được. Nếu họ hết bình tĩnh rồi thì chịu thua, đầu hàng. Nhưng mà người bị bệnh như thế này, nếu mà mình nói họ còn nghe được, họ còn hiểu được và họ còn làm đúng theo cái sự hướng dẫn của mình á, thì bệnh đó có thể trị được. Không khó, nhưng mà đến độ mà cái não họ đã bị trục trặc luôn rồi thì phải chấp nhận. Họ mới thì có khả năng trị được. Chỉ trừ trường hợp là họ không biết gì. Mình kêu họ ăn như thế này, họ ăn như thế kia là kể như khổ cho mình. Phương pháp của mình là nặng trong cái trị liệu, là đặt nặng trong cái vấn đề ăn uống. Nhưng mà khi ăn uống thay đổi được thì bắt đầu bệnh tật nó thay đổi. Thì xét lại trong quá khứ của người đó, cô sẽ thấy rằng họ rất là mê ăn đồ ngọt, trái cây, đường và trái cây, uống nước đá. Những người bị bệnh chứng đó là dứt khoát mấy cái đó phải xảy ra. Tức là họ đã ăn cái đó rất là nhiều. Và ăn đồ âm nó xông lên não. Não là phần âm nhất của cơ thể, cho nên ăn đồ âm nó sẽ đưa lên não. Và khi đưa lên não nó sẽ làm trục trặc não bộ. Ăn làm nhiều nó sẽ làm trục trặc não bộ mới sanh ra cái bệnh. Thì nếu như mà cạnh người đó là có người chăm sóc thì mình có thể cho họ ăn thực dưỡng theo cái phương pháp số 7 ban đầu. Người chăm sóc đó là phải có hiểu biết như thế nào nữa. Tức là họ phải rất là vững, họ phải biết gìn giữ người kia, không cho sai phạm theo cái hướng dẫn á. Không, cái vấn đề chúng con nêu ra đây là con mong rằng trong những cái lần mà thầy viết bài mà để trị cho những cái bệnh nan y để đó, thì thầy chú ý đến cái hội chứng Parkinson này thôi. Bữa nay phải có người nhà, ví dụ như một bệnh ảnh hưởng tới não bộ mà người nhà chăm sóc kỹ, ví dụ như những bệnh điên đi. Những bệnh điên mình sẽ có những cái bài ăn để có thể điều chỉnh họ lại được, nếu người nhà mà khống chế họ để cho ăn theo đúng cái sự sắp xếp của mình cũng có thể hết. Nó đến mức độ như vậy. Đối với dưỡng sinh thì nó không khó, mà khó ở cái chỗ bệnh nhân. Cái chỗ bệnh nhân là mình phải tìm ra được một cách nào đó để khống chế bệnh nhân hoàn toàn. Còn ai có thắc mắc gì nữa không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con có trong một cái hoàn cảnh là từ khi biết Phật Pháp thì con đã nhận thấy được rằng Phật Pháp đã giúp con người ta trị được bệnh tâm. Thì tự nhiên con có một cái khao khát là mong sao cho mọi người, tại vì cuộc sống này ai cũng đều có cái thân bệnh hết. Và tự nhiên bên cái niềm vui về tinh thần, con cảm thấy như mọi người cần phải có một cái thân khỏe, và có ước mơ là mong cho mọi người là gặp được thầy hay thuốc giỏi để trị được bệnh thân, để kết hợp cho thân tâm an lạc mới tìm được an vui và giải thoát. Mà cũng cái duyên lành sao con lại cũng có duyên với lại kinh Dược Sư. Thành ra những khi mà chưa có duyên để đi đây đi kia biết nhiều về giáo lý thì con cứ niềm tin con trì kinh Dược Sư, và nhiều sự vi diệu rất là màu nhiệm, và gặp được từng bước những vị thầy thuốc
rồi cũng lần lần có duyên với một vài vị thuốc bắc cũng có kết quả và điều trị bệnh thân cho nhiều huynh đệ rất hay. Nhưng mà thực tế cuộc sống lại mở ra là hoàn cảnh kinh tế có nhiều người khó khăn, rồi điều trị thì thuốc tây thì đi tắt, thuốc bắc đi dòng, thì phải thật lâu mới điều trị hết cái căn bệnh. Thế con lại có cái này trăn trở mong cho mọi người làm sao mà trị được bệnh nhưng mà lại ít tốn tiền. Từ từ cái mình có những cái tham vọng như vậy, rồi cũng từng bước cái có những cái thuốc từ thiện rồi những điều kia, nhưng mà không biết sao cái mà con vẫn có niềm tin là sẽ ước mong sẽ gặp được thầy hay thuốc giỏi, mà không biết đúng là duyên lành hay không khi được nghe cái đĩa mà phương pháp diễn sinh và thấy những cái điều đúng khoa học, cũng nhân quả, rồi cũng y lý, rồi lại cái người những huynh đệ mà từng bước theo dưỡng sinh lại kết quả thiết thực, rồi lại hôm nay phải chứng kiến tận mắt. Rồi còn cái những vấn đề còn lại thì có thể thân bệnh mình cũng phải từng bước nữa, thì đó là một sự xác định chắc không thể nào thay đổi. Thì con lại theo thực tế thì những huynh đệ chung coi như chúng con là người mới, quá mới mẻ, mà cũng có duyên lành sao với một niềm tin cũng gần như tuyệt đối rồi, tại những sự thật chung quanh mình nó quá rõ. Thì cái điều đầu tiên nhất là mọi người vẫn chưa có khái niệm rõ về âm dương. Và ngay cả thức ăn nói là thức ăn nào là âm, thức ăn nào là dương, có thể chỉ biết về cái căn bản thôi. Nhưng mà sẵn với buổi pháp hôm nay, những lời thầy nói cho mọi người tính tâm hơn, con kính mong được thầy là có thể nói rõ hoặc chỉ dạy là, hoặc là tất cả những cái người Phật tử mới chúng con phải tìm đọc sách gì hoặc như thế nào để rõ về vấn đề đó. Tại nếu chúng ta không biết rõ về âm dương thì coi như chúng ta sẽ là một khiếm khuyết lớn, ngay cả dưỡng sinh như là tu tập cũng đều không có kết quả hết. Thì hôm nay nếu biết rồi thì phải biết cho tới nơi, hoặc là thầy chỉ dạy là phải nghiên cứu qua sách nào hoặc như thế nào bổ sung thêm, kính xin thầy chỉ dẫn. Bây giờ ngoài cái việc mà nghe mấy cái băng giảng về dưỡng sinh là phải nghiên cứu sách cho nhiều, ví dụ như cái phương pháp tăng dưỡng sinh nè, rồi vô song nguyên lý nè, triết lý âm dương, dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày, gen và dưỡng sinh, gen và ý thức nói về ăn chay, vân vân. Tức là chúng ta đọc quyển sách này chúng ta sẽ thấy giới thiệu quyển sách khác, là chúng ta tiếp tục tìm đọc thì sẽ có thêm kiến thức, có rộng thêm kiến thức về dưỡng sinh. Còn có lẽ là tuần này chúng ta vẫn còn nói về lý thuyết dưỡng sinh, và tuần sau vẫn còn nói lý thuyết một chút nữa. Chúng tôi muốn nói vô song nguyên lý và cái dòng xoắn ốc đối số ở tuần sau nữa. Và sau tuần đó chúng ta bắt đầu nói chuyện thực tế về ăn uống, trong cái từ số 1 cho tới số 10, ăn từng số nó như thế nào. Và sẽ nói một số cái bệnh tật phải trị ra làm sao, phải ăn rộng, ăn hẹp như thế nào đó. Thì những kỳ sau nếu mà vị nào có nghe thì sẽ nghe tiếp tục, những kỳ sau chúng ta sẽ nói những điều đó. Tức là phải nói chi tiết. Đại khái là cũng phải nói trong cái cuồng đầu là quý vị đã thấy chúng tôi nói về những cái nguyên tắc cơ bản để mình có thể ngắm nhìn âm dương. Ví dụ như là đưa thẳng, đi thẳng lên cái chiều hướng á, chiều hướng mà nó thẳng lên là âm, chiều hướng thẳng xuống là dương. Ví dụ vậy. Thì chúng ta cũng phải tập nhìn. Bây giờ cầm cọng rau chúng ta để xuống, chúng ta thấy như cọng hành đâm thẳng lên, vậy là nó âm rồi, đúng không? Cọng hành đâm thẳng lên là nó âm. Rồi củ cải đỏ nó đâm thẳng xuống là nó dương, củ sắn đâm thẳng xuống nó dương, ví dụ vậy. Thì chúng ta cũng phải có một chút, có nghĩa là khi học về âm dương chúng ta nên lưu ý những cái nguyên tắc chung của nó, rồi chúng ta bắt đầu đem ra để chúng ta phân tích thì mới giỏi âm dương được. Chứ còn nếu qua lý thuyết không mà chúng ta không chịu phân tích là không giỏi nha. Thì nó nên để ý một chút như vậy. Ví dụ về màu sắc đi, từ màu đỏ rồi màu cam, rồi tới màu vàng, rồi tới màu trắng, rồi màu xanh, rồi tới xanh lục, rồi tới màu nâu, màu tràm, màu tím, ví dụ vậy. Thì đi từ dương tới âm. Bây giờ đem cái màu đó ra, khi chúng ta phân tích rồi chúng ta coi cái chiều hướng của nó, cộng thêm cái mùi vị của nó, vị mặn, vị đắng là dương, vị ngon ngót nó cũng là dương nữa, ngọt quá thì nó lại âm, ví dụ vậy. Tất cả các chát, cái chua, các mặn, các nồng, rồi nó cái chát chua đều âm hết, mặn chỉ có mặn với đắng là nó dương thôi. Thì bây giờ cộng cái vị của nó nè, rồi cộng thêm cái thân cái mình, nó là nước nhiều nước ít, nước nhiều là âm, nước ít là dương, thì chúng ta sẽ đưa ra, chúng ta phân tích. Ví dụ như giờ nói đỏ là dương, nhưng mà trái cà khi nó chín nó đỏ, nhưng mà trái cà nó lại là âm. Cà tô mách nó lại là âm, vì sao? Vì toàn cái thân nó là nước,
đúng không? Toàn cái thân nó là nước. Cái vị nó nữa, cộng thêm cái vị nó là vị chua nữa, thì nó hai ba cái để nó âm mạnh hơn cái dương. Thì vậy là cái màu không không đủ nói được cái gì, nhưng mà phải cộng hai ba cái lại để chúng ta phân tích để nó thành âm thành dương. Nó thì kỳ, cái cùng một chúng ta đã nói rồi, nhưng mà có điều là nghe qua thì chúng ta không có chịu suy nghiệm để chúng ta tính nó ra như thế nào, âm tính ra như thế nào là dương. Cho nên là về âm dương thì phải cố gắng tự suy nghiệm để chúng ta có cái nhìn sâu, chúng ta có hiểu lâu hơn. Chứ còn ví dụ như chúng tôi nói là củ cải đỏ là ba dương, rồi bí đao là một dương, rồi bầu là một âm, ví dụ vậy, chúng tôi nói hết cho quý vị học thuộc lòng đi nữa, không nhớ lâu lắm đâu, người đó không nhớ lâu. Cho nên chúng tôi chỉ nói những cái khái lược đó để chi, để cho mỗi người tự suy nghiệm, và chính từ cái suy nghiệm này mà chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều cái việc âm dương giữa cuộc sống. Ví dụ như trong nguyên lý, quý vị sẽ thấy rằng khi học nguyên lý vô xong thì âm đẩy âm, dương âm chống âm, dương chống dương, thì cái chuyện đó dễ hiểu không? Nhưng mà dương với âm, dương với dương để làm sao hòa hợp, âm với âm làm sao hòa hợp? Đó là một câu hỏi của dưỡng sinh 11. Ví dụ đây là câu hỏi đặt ra mà chúng ta học thực dưỡng 11, quý vị sẽ trả lời chúng tôi và đưa ra một ví dụ thiết thực. Âm dương thì nó hút nhau, chuyện quá bình thường, đúng không? Bây giờ âm làm sao để hút được âm, và dương làm sao để hút được dương? Học dưỡng sinh chúng ta khi mà học âm dương là chúng ta phải có những cái suy nghiệm đó. Thì mai mốt là quý vị sẽ có câu trả lời này. Tôi đặt ra ví dụ vậy thì mai mốt chúng ta sẽ trả lời, đúng không? Thì làm sao mà học thực dưỡng là cái gần như cái não bộ chúng ta phải sinh hoạt. Học về âm dương là chúng ta phải suy nghiệm nhiều mặt. Ví dụ như bây giờ bữa nay tự nhiên ngủ thức dậy chúng ta không muốn làm việc, tự động mình quể quải, nghe quể quải, không quể quải lắm, nhưng mà bây giờ không muốn làm gì nữa, làm biến, cái này tự nhiên sanh làm biến. Nhưng mà không phải là do cái đầu của chúng ta sanh cái chuyện làm biến đâu, không phải do cái tâm chúng ta, mà rõ ràng là hôm qua chúng ta ăn đồ rất là âm mà. Ví dụ chúng ta uống nước đá nhiều, hoặc chúng ta đã ăn tô chè, hoặc là ăn quá nhiều trái cây rồi, thì tự động hôm sau phải làm biến thôi. Suối chúng ta làm xiên cũng hơi bị khó, tại cơ thể đang âm không muốn hoạt động. Thì bây giờ phải giải quyết cái này bằng cách nào? Một là phải ít uống nước lại, ít uống nước lại, phải ăn đồ khô, thậm chí ăn đồ dương, hoặc là chúng ta nghỉ ăn luôn nữa. Thế vậy cho cơ thể chúng ta dương lại thì ngày sau chúng ta sẽ hoạt động lại. Nó trong âm dương thì đôi khi chúng ta phải thay thế bằng thực phẩm, nhưng đôi khi chúng ta phải dương từ trong thân tâm, từ trong thân chúng ta dương ra. Ví dụ như cái món đó hết sức là dương, nhưng mà chúng ta ăn nhiều thì cái lượng nó sẽ hại cái phẩm đi, nó cũng trở thành âm. Một người đang dương quá cơ thể, ăn toàn là đồ dương không, ví dụ như bây giờ ăn gạo lứt muối mè, mà ăn một muối hai mè thôi, cố tình ăn quá dương, ăn quá dương, mà khi ăn quá dương mà ngồi lại một lần là ăn hai chén, một ngày ăn tới 6-7 chén, vậy là thua rồi. Thì không thể dương bằng một người ăn một muối 12 mè, nhưng mà họ ăn rất là ít, một lần họ ăn chén, ngày có khi họ ăn 3 chén thôi, thì tự động họ ăn ít là từ trong bên trong họ đã dương, chứ không cần thực phẩm đưa vào để dương nữa. Thì như vậy là có thể họ dương lên rất là nhanh. Chúng ta gặp một cái chuyện rắc rối, bây giờ ví dụ như mình biết cái chuyện đó xảy ra 10 ngày nữa là rắc rối tới với mình nữa, thì ngang đây phải tranh thủ dương quá cơ thể lên nè, để chúng ta có thể qua được cái chuyện đó. Chúng ta nói chơi chơi một vài việc cuộc sống, quý vị thấy. Thì thứ nhất là phải nhịn đói. Nhịn đói uống nước thay vì uống nước trắng, bây giờ uống nước gạo rang. Gạo rang là nó dương. Và uống thật ít nước lại, thậm chí cả nhịn đói mà nhịn khát luôn cái nữa. Nhịn khát thì nó càng dương nữa. Nhưng mà nhịn đói nhịn khát thì không thể kéo dài khoảng 3-4 ngày trở lại thôi, không nhịn. Không kéo dài. Mọi người nào nhịn đói mà nhịn uống, nhịn ăn mà nhịn uống luôn á, thì có khi cái gan yếu nó sẽ bị ói trong vòng khoảng 3-4 ngày. Thì mà ói ra được thì càng tốt. Ói tức là tống cái đồ âm từ trong cơ thể ra thì cơ thể lại quá dương nữa. Ví dụ vậy, thì trong vòng 10 ngày đó chúng ta phải dương quá cơ thể chúng ta, đúng độ của nó, gặp chuyện đó có thể nó thay đổi chiều hướng liền. Đây là những chuyện quan trọng mà chuẩn bị đến với đời của mình. Bây giờ mình biết là cái chuyện đó nó sẽ xấu thật sự rồi đó. Bây giờ phải xử lý bằng âm dương. Này không phải linh thiêng phù phiếm gì đâu, nó là âm dương thật sự mà. Cho nên âm dương là sự phân cách giữa từng cái khoảng, hồi nãy mình nói đó, âm dương là sự phân cách của từng đoạn xảy ra giữa cuộc sống này. Thì bây giờ đoạn này mình quá âm, mà khi một người âm rồi thì bao nhiêu cái chuyện tùm lum nó xảy ra, những cái chuyện xấu dở luôn luôn bâu ám với cuộc sống của mình. Thì bây giờ phải dương quá lên để giải quyết những cái chuyện xấu của cuộc sống của mình, thì buộc mình phải dương lên, dễ thôi. Khi nào mình gặp chuyện rắc rối nhiều thì cứ dương hoài,
thì tự động mọi chuyện rắc rối nó tiêu tán. Tức là chuyện rắc rối tới là những cái chuyện âm, những cái chuyện xấu dở bu bám chúng ta dâng lên thì tự động nó mất. Hôm trước mình có nói chơi một cái chuyện quăng cục đường xuống thì kiến bu, côn trùng bu, đúng không? Quăng cục muối xuống là không có gì bu hết. Có nghĩa là khi máu chúng ta đang âm, tức là máu chúng ta đang nhiễm đường thì chuyện xấu nó bu bám tới mình. Bây giờ chuyện xấu nhiều quá thì ngang đó là tuyệt đối không được quyền rớt tới đường nữa, tuyệt đối không được đụng tới trái cây đồ ngọt nữa. Thì một đoạn là máu chúng ta sẽ hết nhiễm đường thì chuyện rắc rối bắt đầu theo đó nó hết. Máu mà hoàn toàn không còn đường thì chuyện rắc rối nó sẽ hoàn toàn không còn tới với mình nữa. Chuyện này thì cũng dễ thực hiện thôi, đâu khó, đúng không? Thành ra theo dưỡng sinh không được quyền nói có chuyện rắc rối xảy ra trong đời. Không có được quyền. Rắc rối là tại cái lỗi của mình gom nó vô mà. Mỗi ngày ăn muỗng đường, hai muỗng đường, ba muỗng đường thì rắc rối đầy đầu thôi. Thì bây giờ dẹp đường ra thì chuyện rắc rối bắt đầu nó theo đó mà nó ra. Vậy thôi. Ra muốn âm hay là muốn dương, muốn sướng hay là muốn khổ là tùy mình, tùy cái phán đoán của mình và tùy cái đưa vào cửa miệng của mình, thì cái sinh hoạt tư tưởng của mình mà chúng ta sẽ có cuộc sống an lạc hay là rắc rối. Nói chuyện này rất là rõ. Cho nên khi hiểu được âm dương rồi, đây không phải là niềm tin mà đây là cái sự thật giữa cuộc sống này. Chúng ta có thể chuyển mình từ xấu thành tốt. Đây là một cái chiều hướng nhân quả rất thiết thực của Đạo Phật, không sai chạy ở đâu hết đó. Bây giờ đổ thừa là do bệnh của mình là do nghiệp, đúng không? Bệnh mình là do nghiệp, đúng nghiệp. Cái nghiệp ăn được mà dừng không được, đó là nghiệp chứ gì nữa. Nghiệp không ăn được mà dừng không được là nghiệp. Thèm ăn cái này, thèm ăn cái nọ mà mình dừng không được, đó không phải là nghiệp hả? Đừng nói quá khứ vị lai vậy hết trơn, cứ mỗi ngày cứ ăn hai muỗng đường giùm tôi đi, thời gian không vô bệnh viện tôi thường cho. Vậy thôi. Bây giờ ăn đường cho tới ghiền rồi, bây giờ kêu ngưng đường lại không được, thầy ơi tôi thèm đường, ngày không ăn mà hai muỗng tôi chết rồi. Cái đó là nghiệp rồi đó. Nó vô bệnh viện thôi. Chắc chắn là nó chạy đâu được. Chứ không phải nghiệp là cái chuyện quá khứ vị lai gì cả. Và rồi tại sao ăn ngang đây mà chúng ta chuyển được nghiệp? Ngang đây chúng ta dừng cái thèm muốn của mình, đúng không? Bắt đầu ăn và dưỡng sinh có những cái thèm muốn khủng khiếp, chúng ta dừng lại được. Khi chúng ta dừng lại cái thèm muốn, tức là chúng ta công phu quá dữ rồi chứ gì nữa. Mà một trong năm dục Đức Phật đặt ra là tài sắc danh thực thùy. Chúng ta giải quyết một dục là giải quyết được tất cả các cái. Mà cái dục ăn uống là cái dục khủng khiếp, không phải là dục tầm thường. Thì vậy là đi vào con đường ăn uống có phải là tu một trong năm dục Đức Phật dạy không? Chúng ta đang tu theo Đạo Phật chứ đó. Chứ đi tu đâu đâu. Tu đâu khác Đạo Phật đó. Rồi khi chúng ta không đào sâu việc này, thì bây giờ nhắm ngay cái dục ăn uống để chúng ta chuyển. Một cách là không bao giờ cho cơ thể chúng ta thèm bất kỳ một cái gì và không chiều cơ thể theo cái việc thèm thuồng đó. Khi chúng ta làm chủ được cái cơn thèm của cơ thể là bảo đảm sức khỏe người đó sẽ khôi phục. Còn người nào mà ăn trong cái việc thèm muốn là dứt khoát sẽ có bệnh, cũng chạy đâu được hết đó. Ăn trong thèm muốn tức là ăn theo nghiệp. Còn bây giờ không bị nghiệp chuyển. Ví dụ ngày nay tự vọng cái mình thèm đồ chua, cứ nghĩ là mình thèm chua tức là mình bị thiếu chua rồi, bây giờ phải ăn đồ chua vô. Nhưng phải kiểm tra lại cái ngày nay mình là cái người năng động tích cực, ý chí mình, cái sức khỏe mình đang tốt, ý chí mình đang hưng phấn, hay là cái người mà ngồi đâu rầu đó. Nếu mà chúng ta ngồi đâu mà chúng ta buồn buồn giàu giàu, đó là chúng ta đang âm, mà ống đồ chua vô nữa là coi chừng có chuyện. Bảo đảm mỗi đêm mỗi uống một ly nước chanh, ăn chừng tái bơm thì chừng khoảng nửa tháng sau sẽ tìm đường tự giận. Chuyện rõ ràng. Người nào mà thích ăn đồ ngọt ban đêm, thích ăn cây ban đêm, trong 3 đêm thôi là dứt khoát là nằm ngủ loạn rồi, tức là mộng loạn rồi nha, bắt đầu mất sanh quan tưởng rồi, dần dần đường ruột hư, thần kinh sẽ hư, để dẫn tới chứng bệnh trầm cảm. Mà khi chứng bệnh trầm cảm xảy ra thì chắc chắn là cái chuyện tự giận sẽ xảy ra thôi. Không bao giờ có nhìn cuộc đời này cái gì sáng sủa cả, cái gì cũng chán trường có thể tự giận được. Nhưng mà bệnh trầm cảm tôi trị không quá 4 ngày mới giờ giải quyết một chứng bệnh. Một người mà coi như là tự giận 4 lần từ Long Xuyên lên hôm tuần trước á, 4-5 lần mà tự giận không chết, rồi tôi nói là 4 ngày hết là 4 ngày hết, chưa hết 4 ngày là đã hết rồi, ngày trở về dưới Long Xuyên rồi. Ví dụ vậy thì có những cái chứng bệnh như vậy, tại vì đã như vậy rồi thì buồn buồn cái không ăn cơm được, buồn không ăn cơm được cái uống ly sữa quậy nhiều đường vô vậy đó, là tóc đường vô, rồi ăn cơm không được cứ ăn trái cây đỡ ghiền tiếp. Cứ giọng đồ ông vô riết rồi làm sao tư tưởng trong sáng được. Tưởng trong sáng thì nhìn đời sẽ không trong sáng.
Nó cho nên âm dương nó từng ngày từng giờ nó chi phối chúng ta từng ngày từng giờ, từng cái chi tiết nhỏ giữa cuộc sống này. Thành ra một người hiểu biết âm dương, chịu khó suy nghiệm dùm. Chúng ta một ngày yêu cầu tối chúng ta rảnh, chúng ta nằm tính võng, nằm ghế bố cũng được, nằm chiêm nghiệm coi bữa nay từ sáng tới chiều nè, rõ ràng là bây giờ sức khỏe mình như thế nào, có tiến bộ không, có khỏe không. Tới chiều sau một công việc làm y như ngày hôm qua nhưng mà sức khỏe mình có khá hơn ngày hôm qua không, chúng ta tự phát hiện ra nó sẽ khá hơn hoặc là nó sẽ yếu hơn. Bây giờ khá hơn là do ngày nay mình ăn cái gì, uống nước bao nhiêu ha. Rồi ngày mai mình thử mình bớt nước lại, bớt cái đồ đó lại một chút, ví dụ vậy, thì ngày mai, chiều mai mình có khỏe hơn không? Chắc chắn là sẽ khỏe hơn, nếu mình bớt được một cái điều gì đó là chắc chắn sẽ khỏe hơn nhiều. À, thì bây giờ là âm dương nó theo cái ăn uống của mình, thuận nghịch cuộc sống là từ ăn uống mà ra. Người ta thấy vậy chứ ăn uống gần như nó quyết định hết tất cả mọi cái giữa cuộc sống này mà mình, nhiều khi mình cũng để ý. Ông bà mình nó dạy rồi, học ăn mới học nói mà mình chưa có qua cái trường lớp ăn cho nên mới khổ dài dài. Khổ dài dài. Cho nên tóm lại âm dương là phải vừa nghiên cứu sách vở, vừa chiêm nghiệm giữa cuộc sống này thì mới thấu hiểu được. Chứ còn nghe qua giảng mà chúng ta nghe qua để chúng ta muốn tìm hiểu trong cái lời giảng không á thì không hiểu sâu về âm dương đâu. Và như vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ còn rắc rối nhiều lắm. Phải chịu khó chiêm nghiệm. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Cái này không biết mình có giải thích tông cục băng trước chưa ta? Còn cục băng dưỡng sinh trước có nói chịu uống nước ít, uống nước nhiều chưa? Có rồi chứ. Nếu có nghe cùng một sẽ nghe điều đó. Tức là cùng băng thứ nhất chúng tôi có nói về cái việc uống nước. Tại sao mình phải uống nước ít? Vì cái cơ thể trung bình của chúng ta là khoảng 5 lít nước. 5 lít nước đó một ngày một đêm nó qua thận 200 lần. Tức là nếu mình không uống, không ăn gì thêm á, thì một ngày cái thận mình đã lọc 1.000 lít. Đúng không? Và bây giờ chúng ta ăn uống, ăn thôi chưa nói tới uống, nội cái thực phẩm ăn của mình á, thì trong khoa học đã chứng minh cái canxi, tức là một cục than mà ép ra trong đó có 30% nước ở trong đó. Cục than gấp từ trong bếp ra đem đi ép sẽ có 30% nước. Thì không có một vật phẩm này giữa đời này không có nước cả. Bất kỳ một cái món ăn nào khi chúng ta đưa vào miệng chúng ta nhai một hồi đều ra nước cả. Thì cơm có tới 80-90% nước, rau củ cũng 90% nước, vân vân. Thì cái thực phẩm nào đưa vào miệng nó cũng thành nước. Thì như vậy là chúng ta nhai kỹ chúng ta đã uống nước rồi. Và cộng hai bữa ăn trong ngày chúng ta thì có khả năng là chúng ta nạp vô khoảng 1.5 lít nước. Cho tới 2 lít nước, cho 2 lít luôn. Ăn không chưa nói uống đó nha, là 2 lít rồi. Thì thận đã làm việc, đã lọc 1.400 lít nước mỗi một ngày. Đúng chưa? Bây giờ nếu một ngày chúng ta uống thêm 1 lít thì thận sẽ lọc 1.600. Một ngày chúng ta uống thêm 2 lít, thận sẽ lọc 1.800. Một ngày chúng ta uống 3 lít là thận sẽ lọc đúng 2.000. Chúng ta ít uống nước là để cho thận ít mệt mỏi. Chúng ta ví dụ như thận nếu một ngày, một đêm 24 tiếng đồng hồ nó lọc 1.200 lít, đều đặn như vậy ngày nào cũng như ngày nào, thì thận chúng ta sẽ tốt tới 80 năm, không đau, không yếu. Thì bây giờ nếu chúng ta ép nó một ngày lọc 1.600, thì chúng ta nhân chia cộng từ lại là thận sẽ khoảng 60 năm hoặc 50 năm nó sẽ yếu rồi. Còn nếu như bắt thận lọc một ngày 2.000 lít thì sẽ 3-40 năm nó sẽ yếu, nó sẽ đau. Và nếu dồn dập mà một ngày uống 3 lít nước mà liên tục như vậy á, sau 2 tháng thì chắc chắn sẽ đi bệnh viện khám thận thôi. Ai uống thử đi rồi sẽ thấy. Có ai thắc mắc gì nữa không? Mô Phật, thưa thầy, trường hợp mấy người mà tên bị sản thận thì sao thầy? Không hẳn là uống nước nhiều để tống viên sản ra đâu nha. Đây là điều chúng ta phải biết. Đừng có tất cả những người đã ăn trái cây nhiều và sử dụng vitamin C nhiều, có cái quá khứ đó mới có xảy ra sạn thận. Cái gốc đó tại sao mình không suy nghiệm ra, mà do cứ đặt nặng vấn đề uống nước. Tại vì nếu sử dụng vitamin C trong trái cây hoặc là vitamin C đã được chế biến, nó đi vào máu, nó sẽ làm chua máu, nó làm rớt vôi từ xương chúng ta ra. Và cái vôi đó nó chảy trong máu đi tới thận không lọc ra nổi, lâu ngày nó kết thành sạn. Cho nên bất kỳ mỗi người sạn thận, sạn mật nào mà kiểm tra là trong quá khứ họ, một là có thể họ thích ngậm vitamin C, hoặc là họ chích vitamin C, hoặc là họ ăn rất nhiều trái cây, thì mới xảy ra chuyện đó. Thì cái gốc là từ kia chứ không phải là gốc từ uống nước nhiều, uống nước ít. Thứ hai nữa là thận nó đủ mạnh để nó tống mọi cái ra ngoài thì nó phải ít làm việc, nó mới khôi phục được sức khỏe của nó. Vì vậy ít uống nước. Ví dụ như trường hợp mà chúng tôi gặp một số bệnh nhân á, họ ăn số 7 thì
thì rất là ít uống nước. Một ngày đi tiểu 3 lần, với người nữ, người nam một ngày đi tiểu 2 lần. Bảo đảm trong vòng nửa tháng là viên trạng từ trên thận nó sẽ đi xuống bàng quang đi ra ngoài. Nhưng phải giữ được cái đó nha. Có nghĩa là người nữ không bao giờ đi tiểu một ngày quá 3 lần, người nam không bao giờ đi tiểu một ngày quá 2 lần, thì thận sẽ bắt đầu mạnh lên. Và thận mạnh lên nó sẽ đủ sức để đẩy viên sạn ra. Một điều nữa nè, nói về trạng thận. Một người nào mà cơ thể nó bị kết khối, khối đó không biết là khối gì, nếu là sạn, nếu là một khối u nào đó, thì xin thưa người đó có một cái sự chấp trước khó tháo gỡ trong đầu của mình. Và lời khuyên của dưỡng sinh là nên phải tìm cách để cho người đó tự phá vỡ cái đó, chứ đừng có nhờ phương tiện khác. Để một lần chúng ta tự phá vỡ cái khối đó là một phần tâm thức chúng ta sẽ khai mở ở một chiều hướng khác. Chúng tôi hay nói chơi, nếu mà không bể được viên sạn luôn thận tôi không hợp đồng làm ăn. Vì họ có những cái cố chấp chúng ta không thể bàn được và sẽ thất bại. Cho nên người nào mà hay tin họ tự động viên sạn ra khỏi cơ thể, không phải do uống thuốc thì nên chơi với người đó đi. Đầu họ đã mở một chiều mới rồi đó. Thận nó chủ về thần, cho nên thận có vấn đề là ảnh hưởng tới thần kinh, tới não bộ. Thận yếu thì thần dao động. Người thận yếu không bao giờ tọa thiền nhập định được. Trước mình có nói rồi, nên thận phải thật sự tốt. Thận tốt nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện khác của cơ thể nữa. Nó thành ra thương thận thì giảm chế nước dùng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thời gian vừa qua con có nghe được cái phương thức dưỡng sinh của thầy. Riêng bản thân con cũng có nhiều cái chứng bệnh, nhưng mà riêng cái bệnh là hồi hộp, nó làm mệt con là điểm chính. Và cái bệnh thuộc huyết áp rất trầm trọng. Thì khi con bắt gặp được cái phương pháp dưỡng sinh của thầy, thì về con ăn theo phương pháp dưỡng sinh đó, thì tất cả người nhà ai cũng bàn, sợ con ăn rồi thì nó mất nhiều chất quá, nó sẽ ngã gục luôn. Nhưng con cũng quyết khắc phục được từng lễ. Thì con thấy cái cuộc huyết áp con nó hết, và cái sự đau nhức thì nó cũng giảm đi. Nhưng con không hiểu như thế nào mà nó lại bị cuộc căng quá nhiều. Mong thầy hướng dẫn cho con được rõ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai cái gì việc mập ốm ở trong dưỡng sinh hay bị. Thường thì chúng ta ăn uống bình thường á, chúng ta uống nước nhiều, hoặc là cái người ăn thịt á, ở cái người ăn đường á, tại trong khoa học phân tử có phân tích là nếu một phân tử đường vào cơ thể nó sẽ tạo ra 6 phân tử nước và 6 CO2, tức là C6H12O6 cộng với oxy nó sẽ tạo ra 6 CO2 và 6H2O. Như vậy là khi chúng ta ăn một muỗng đường thì tự động cơ thể nó sẽ có được 5 muỗng nước, tức là ăn đồ ngọt nước nó sẽ tăng lên và nhiều CO2. Thì cái việc CO2 mà bắt hơi thở nhiều, hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình bắt đầu mình nói chuyện nước. Bởi vì CO2 nó có ra, nước nó đã có ra nhiều trong cơ thể. Cơ thể chúng ta không lọc được, hoặc là chúng ta ăn uống nhiều nước quá, không thảy ra hết được khỏi cơ thể chúng ta. Do thận nó yếu, nó không đủ sức lọc, thì bắt đầu chúng ta thấy tế bào, từng tế bào chúng ta có cái dịch nội bào và dịch ngoại bào. Chúng ta ví dụ như mỗi một tế bào bình thường nó bằng ngón tay út chúng ta thôi. Nhưng mà do cơ thể nhiều nước quá, cái dịch liên bào để kết hợp giữa các tế bào lại nó tích nước nhiều. Rồi cái dịch nội bào, dịch ngoại bào nó tăng lên, khiến tế bào nó trương nở, thì nó sẽ lớn bằng ngón tay cái. Từ ngón tay út mà lớn bằng ngón tay cái. Mà cơ thể chúng ta là bao nhiêu tỷ tế bào đó, thì khiến cơ thể nó mập ra. Khiến cơ thể mập ra là do tế bào nó trương nước, cơ thể mập ra. Thì bây giờ chúng ta ăn theo phương pháp dưỡng sinh là chúng ta không đưa nước vô nhiều, đúng không? Đồng thời cơ thể dương quá thì buộc tế bào nó sẽ chắc cái nước thừa đó. Tế bào nó tự rõ lại, từng tế bào nó rõ lại với nguyên trạng của nó, thì nước được dắt ra khỏi tế bào, thì khiến cơ thể nó xẹp lại. Cơ thể xẹp, nó gõ, nó gọn, nó ốm lại. Thì cái ốm, cái mập nó không phải là do thiếu chất, mà cái ốm nó mập là do cơ thể chúng ta nó chắt lọc cái lượng nước thừa để cơ thể nó sụp xuống. Tức là khi ốm thì bao nhiêu tế bào cơ thể vẫn còn nguyên, bao nhiêu chất trong cơ thể vẫn còn nguyên, nhưng nước ít hơn bình thường. Nước trong cái dịch liên bào, trong cái nội bào, cái dịch nội bào và dịch ngoại bào nó ít lại, nó rõ, nó gọn lại, để tế bào nó mới mạnh hơn. Một người trương nước, tế bào trương nước thì tế bào sẽ yếu đi cái sức đối kháng với bệnh tật. Và khi tế bào nó gọn lại với cái mức quân bình của nó rồi, thì nó đủ sức để kháng lại bệnh tật. Do đó một người chưa chắc gì, một người mập
khỏe hơn một người ốm, đúng không? Không chắc. Chúng ta thấy hồi mà chúng ta chưa có ăn theo phương pháp là chúng ta mập ăn thời gian nó bị xuống cân. Xuống cân thường thường người ta cho là không đẹp. Tôi không biết cái thẩm mỹ xã hội này nó đặt ở vị trí nào chứ tôi không rành. Nhưng mà cái mập cái ốm thì chúng ta nên hiểu rằng không phải là do chúng ta thiếu chất. Và khi cái người ăn số 7 á, đáng lý tới chừng đó chúng tôi mới nói, nhưng mà sẵn đây chúng ta nói luôn. Người ăn số 7 thường có một cái quan niệm, một quan niệm này phá vỡ chúng ta. Tức là mình nghĩ rằng mình không ăn thứ này, thứ kia, thứ nọ là mình sẽ yếu, thiếu chất, đúng không? Nhưng thực sự trong cái gạo lứt đã quá nhiều chất. Nếu chúng ta coi cái bảng phân chất trong các cái sách dưỡng sinh, chúng ta thấy là trong gạo lứt đã rất là nhiều, cộng thêm trong mè, trong muối, thì như vậy là gần như nó đủ cung ứng cho cơ thể. Đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai chúng ta thấy rằng nếu chúng ta ăn mà không nhai, không nhai kỹ, thì có khi nguyên hạt cơm nó đi tuốt ra ngoài luôn, nguyên một thực phẩm nó đi tuốt ra ngoài luôn. Nhưng mà trong từng hạt gạo, cái năng lượng chất bổ nó nằm trong từng cái tinh bào, từng cái hạt phân tử nhỏ của hạt gạo á. Cái phân tử đó nếu không cắn để vỡ ra, bao tử mình không đủ để nghiền nát nó vỡ ra ngoài đâu. Vậy là cái năng lượng chất bổ nó không thoát ra ngoài để đi ngang đường ruột anh hấp thu được hết. Cho nên nếu chúng ta ăn số 7 mà chúng ta nhai kỹ, làm phá vỡ cái tinh bào đó ra, cái năng lượng chất bổ nó toát ra ngoài để đi ngang anh ruột anh hấp thu được. Đó là cái thứ nhất ở chiều sâu ở trong. Cái thứ hai về ngay nơi miệng chúng ta. Chúng ta thấy là bỏ vô nhai, cái áo đồ chúng ta niêm cái này, niêm cái kia, niêm ngọt, chúng ta mới nghe ngọt. Còn không có thì chúng ta không nghe ngọt. Nhưng đằng này nếu gạo chúng ta nhai một hồi, gạo lứt nhai bún mèo một hồi, chúng ta nghe ngọt lên. Cho nên sau khi nhai kỹ thì tự động miếng cơm nó sẽ ngọt ra, trở thành năng lượng chất bổ để cơ thể hấp thu liền, không cần phải thông qua cái sự tiêu hóa nào nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái lim pH cần thiết cho cơ thể nó nằm trong dịch vị chúng ta, nó bắt đầu nó ra, nó trung hòa cái lượng axit ở trong gạo để nó biến thành cái năng lượng chất bổ mà năng lượng nó cần thiết làm cái sự trao đổi mới cho tế bào cơ thể. Do đó cái nhai kỹ là một cái điều hết sức quan trọng. Và nếu đem đi cân đo đong đếm đàng hoàng thì một người ăn một chén cơm gạo lứt mà nhai cho tới khi ngọt mới nuốt á, bằng một người ăn một chén cơm gạo trắng với tất cả những đồ ăn bổ mà nhai ẩu. Thì như vậy một ngày chúng ta ăn 2 chén cơm gạo lứt mà chúng ta nhai kỹ tương đương với người ta ăn 10 chén cơm gạo trắng với tất cả những đồ ăn. Do đó một người ăn số 7 phải làm ơn phá cái quan niệm này, phá vỡ cái quan niệm là không ăn thứ này, không ăn thứ kia nó mất chất. Thì như vậy cái cách ăn chúng ta nó mới có kết quả. Còn người nào ăn mà cứ nghĩ rằng bây giờ mình ăn số 7 là thiếu chất này, thiếu chất kia, thiếu chất nọ, do mình không ăn đủ cái tất cả mọi cái, thì như vậy là sẽ cái phương pháp ăn và chúng ta đang thực hiện không còn kết quả nữa. Và rất nhiều người bị sụp đổ do nguyên nhân này. Đang ngon lành vậy thấy mình ốm, cái tưởng mình yếu luôn, cái là nằm luôn. Nhưng mà chính cái tưởng nó làm cho mình yếu xuống, chứ không phải là do chúng ta thiếu chất. Rất nhiều người bị trường hợp này, chính cái tưởng tượng của mình cho rằng mình thiếu chất, mình sụm. Cho nên quý vị thấy khi mà, tại lâu lâu quý vị tới đây gặp tôi một lần, thì quý vị không biết cái sinh hoạt chúng tôi như thế nào. Ví dụ như ngày nay là rõ ràng tôi đang ăn số 7, và phải nói sự thật tới từ sáng tới giờ là chưa tôi nằm được miếng nào. Tôi làm rất là nhiều công việc và sẵn sàng có thể làm luôn cho tới 11, 12 giờ khuya. Nếu mà trong giai đoạn tôi đang ăn số 7 thì tôi có thể chấp sức khỏe bền bỉ của tôi với bất kỳ một người nào. Vì mình biết rõ cái phương pháp ăn này sẽ đưa tới đâu trong sức khỏe của mình. Và từ sáng giờ chỉ có một chén cơm duy nhất mà thôi. Không có chén thứ hai. Tôi chuẩn bị từ sáng là tôi ăn hồi 6 giờ một chén cơm, tới giờ này không ăn lần thứ hai nữa. Và cũng chưa hề nằm nghỉ và tôi cũng chưa tìm thấy triệu chứng mệt mỏi gì ở nơi mình. Thì để biết rằng một người ăn số 7 là họ làm việc rất là tốt. Làm việc cả ngày lẫn đêm không hề mệt mỏi gì hết. Đó là điều chúng ta phải biết. Cho nên đang lúc ăn số 7 là cái lúc mà chúng ta chuẩn bị làm việc nhiều mới ăn số 7, chứ không phải là lúc nghỉ ngơi. Phải nói thiệt như vậy. Mà rõ ràng là trong giai đoạn này công việc với chúng tôi rất là nhiều, gần như là liên tục mấy đêm nay chúng tôi không trực tiếp làm, nhưng mà tôi phải ở chung với thợ là tới 11, 12 giờ khuya, gần như mấy nhiều đêm rồi. Đêm nào thức cũng thức 11, 12 giờ khuya, ví dụ gì. Và cả ngày thì lẫn thẳng chơi với mấy thợ, không có nằm nghỉ như người ta. Nếu tôi đang ăn số 7 thì phải nói là nếu quý vị gần gũi quý vị sẽ thấy rằng gần như là suốt ngày suốt đêm. Nếu cần thức trong giai đoạn tôi ăn số 7 là tôi sẽ thức, cho thấy thức là trắng đêm với ngày là không hề ngủ. Có khả năng kéo dài được 3 ngày, 7 ngày. Khả năng đó tôi làm được.
Như vậy để thấy rằng cái người đang ăn số 7 thì nếu đem ra để xài lực á, và bền bỉ á, thì không ai chịu nổi đâu. Phải nói như vậy. Mạnh thì chưa biết làm sao. Mạnh thì chưa biết làm sao, tại chúng tôi chúng chưa thử cái chuyện nặng nhọc như thế nào. Nhưng mà nói về cái sức bền bỉ dẻo dai thì người ăn số 7 sẽ đạt tới cái đỉnh điểm rất là cao. Khó có ai có thể so được. Mà một người khi máu đã được chắt lọc hết cái đường tạp mà do đường mía hoặc là đường trái cây á, thì tự động sức khỏe họ sẽ dai lên so với người bình thường nhiều lắm. Sức khỏe bền bỉ dẻo dai thường lạ thường lắm. Cho nên những vận động viên mà thể dục thể thao á, chạy marathon rồi này nọ mà biết dưỡng sinh rồi là bảo đảm chạy đường dài khó ai địch nổi lắm. Cho nên cái người ăn số 7 phải hiểu dùm điều này, hiểu dùm tôi là không bao giờ bị thiếu chất, cam đoan điều đó, không bao giờ bị thiếu chất. Ở đây cũng có trường hợp như cô đó, chắc cô về rồi quá, cô Diệu Minh, cô ăn liên tục 5 tháng số 7, 5 tháng rưỡi cô mới ăn ra, đâu có gì đâu. Cô mới ngồi đây nãy, chắc cô mới đứng dậy cô về, cô xá đứng dậy cô về hay gì đó. Bây giờ để thấy rằng cái người ăn số 7 kéo một thời gian dài thì cũng tùy theo, người ta cho rằng tùy theo cơ địa, thì theo cơ địa mà người đó ăn là được sức khỏe tốt hay không. Ví dụ như có một số vị theo thực dưỡng lâu, họ kể họ ăn 100 ngày mắt họ đỏ que, ví dụ vậy. Và phản đối một số người ăn số 7 lâu dài. Thật sự không phải, ăn số 7 không đúng, ăn số 7 không đúng cho nên ăn dài không được. Còn nếu ăn đúng thì có thể ăn bao lâu tùy thích. Và tại vì sau khi ăn số 7 rồi thì một đoạn nào đó chúng tôi thấy cần thêm cái gì trong cái việc ăn đó, thì chúng tôi sẽ thêm một hai món nhỏ nhỏ nữa thôi là đủ sức có thể sống suốt đời. Ví dụ như thêm một ngày 5 gram phổ tai và một nắm đậu đỏ cộng gạo lứt và muối mè, bảo đảm một đời không thiếu chất gì, không thiếu gì hết. Chỉ cần ăn như vậy là sống suốt đời rồi, không bệnh tật nữa, cơ thể nhẹ nhàng. Như vậy rõ ràng là chúng ta ít ăn không có nghĩa là chúng ta thiếu chất. Những món ăn cần thiết như gạo muối là không được bỏ thôi. Tức là gạo muối là hai cái chất mà cơ thể chúng ta rất là cần. Còn ngoài ra những cái đồ không có cần thiết cơ thể chúng ta có thể bỏ qua. Như trong rất là nhiều năm quý vị thấy, trong cái ăn uống mà ai tới lui thường xuyên chùa thì thấy thường xuyên là, ví dụ như tôi luộc món cải mà gần như là ngày nào cũng gặp cải, một món cải duy nhất và một món rau nào đó thôi, không thấy tôi ăn cái gì thêm. Bác quá là xào, quá là kho thì cũng có củ cải đỏ rồi củ cải trắng rồi là bác quá là cỡ bí. Trong cái thực đơn tôi chưa bao giờ quá 5 món, chưa bao giờ tới 5 món, tức là cả tuần nửa tháng rồi đó, là cải xanh rồi có khi là củ cải đỏ, củ cải trắng, có khi là bí hay gì, vòng vòng nhiêu đó à. Cái cô bán lại có quăng vô chùa cái gì thì cứ luộc ăn cái đó, ở đâu bao giờ thấy yếu đuối gì đâu. Thì đó là điều để mình phải biết, không phải là có nhiều khi nói vậy rồi cái đổi thừa là do cái thể trạng của tôi, do thể trạng của tôi đã mạnh khỏe hay gì đó rồi do ăn vậy nó không bệnh, còn quý vị là cái người yếu đuối cho nên ăn vậy phải bị bệnh, không phải vậy đâu. Đó là cái lầm của nhau. Nên phải hiểu rằng khi chúng ta đã biết ăn gạo lứt là nó đã hơn gạo trắng rồi. Nên nếu mà chúng ta không ăn theo phương pháp số 7 tuyệt đối để trị bệnh thì chúng ta được quyền ăn lấy gạo lứt làm nền nữa đó. Tức là thay gạo trắng bằng gạo lứt đi thì mọi chuyện nó sẽ tốt hơn rồi. Rồi bớt ăn đường, bớt ăn trái cây, đừng uống nước đá nữa thì sức khỏe nó sẽ khôi phục, nhưng mà chậm, nó sẽ chậm đi. Chỉ cần nhiêu đó thôi là chúng ta sẽ thấy sức khỏe chúng ta tăng dần mỗi ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con có một việc như thế này, con muốn hỏi Thầy để Thầy xin Thầy chỉ bày cho chúng con. Thì qua cái băng dưỡng sinh của Thầy đã dạy, ở trong cái băng dưỡng sinh thì con có một điều như thế này, chúng con vẫn rất là áy náy và phân vân. Thì xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Ví dụ như chúng con đang thực hiện theo như là tập dưỡng sinh ăn gạo lứt với muối mè, trong cái thời gian đó mà chúng con bị cảm chẳng hạn thì chúng con có uống được thuốc Tây được không ạ? Và trước khi, đó là một việc thứ nhất. Và việc thứ hai nữa là trước khi chúng con muốn thực hiện cái phương pháp dưỡng sinh theo Thầy dạy ăn gạo lứt muối mè có thể để chuyển hóa được thân tâm và kể cả vận mệnh của mình, và chuyển hóa được cả tất cả các cái bệnh tật của mình đưa ra ngoài để cho mình có một cái sức khỏe để mà tu tập cho tốt. Thế thì trước cái lúc mà chúng con muốn là thực hiện cái pháp dưỡng sinh đó thì trong cơ thể chúng con lại có cái bệnh chẳng hạn như bệnh gan hay là bệnh đường ruột chẳng hạn,
Thế thì chúng con đang uống thuốc như thế thì chúng con có thể thực hiện được cái pháp dưỡng sinh như thế, như ăn gạo nước muối mè mà hàng ngày vẫn uống thuốc tây được không ạ? Thì xin thầy chỉ bày cho chúng con được biết ạ. A Di Đà Phật. Nói tới phương pháp dưỡng sinh thì ở đây có người biết, người chưa biết á, gần như nó cũng lạ, xa lạ với một số người. Ở đây chúng con xin nói phương pháp dưỡng sinh này á, là đặt nặng về vấn đề ăn uống, đặt vấn đề ăn uống làm trọng, điều dưỡng về tinh thần thì việc đó chúng ta sẽ bàn sau. Và chính nhờ cái điều tiết ăn uống này mà nó lập lại quân bình âm dương cho cơ thể, thì khiến cho cơ thể nó khôi phục lại được tất cả các bệnh tật. Mà trong cái cùng băng dưỡng sinh chúng tôi đã nói ba cái nguyên lý căn bản để hết bệnh mà không cần thuốc đó. Vì vậy mà một người đang ăn số 7 thì cái bệnh cảm có người có xảy ra, có người thì không. Và nhưng mà bất kỳ một cái sự việc gì xảy ra trong giai đoạn đang ăn số 7 đều là triệu chứng tốt. Đối với dưỡng sinh không trị cái triệu chứng, không trị triệu chứng, tức là không cần làm cho mất bệnh cảm bằng cách uống thuốc đâu. Mà nếu tiếp tục ăn số 7 khoảng 1 hoặc 2 ngày thì bệnh chứng đó nó cũng sẽ hết. Bệnh chứng nó sẽ hết nếu chúng ta tiếp tục, chứ chúng ta không cần dùng thuốc. Còn trường hợp mà cái người ăn rộng, có nghĩa là không ăn số 7, thì có khi họ gặp bệnh cảm, họ ăn số 7 hoặc họ xử lý cho cơ thể dương lên. Thường là một bệnh cảm xảy ra là cơ thể âm. Mà cách dương lên là gì? Một là họ ăn uống khô lại, ăn ít lại. Ăn ít và ăn khô, đây là điều chúng ta phải biết nha. Thường chúng ta cảm thấy yếu là mình bồi dưỡng, mà đa số những người bồi dưỡng đều phải đi kiếm thuốc uống cả. Nhưng ngược lại đối với dưỡng sinh thì khi cơ thể nó yếu, tức là nó báo với mình, nó xin phép nó nghỉ ngơi rồi, thì nên ăn ít lại. Ví dụ bây giờ ngày ăn 3 bữa, chúng ta có thể ăn 2 bữa. Chúng ta ngày ăn 3 chén, bây giờ chúng ta ăn 1 chén. Và đồng thời chúng ta uống ít lại, thì ngày hôm sau cơ thể chúng ta khỏe lên liền. Và nếu như đang ăn số 7 thì chúng ta cố gắng ăn thật kỹ, ăn thật kỹ và uống nước ít lại, thì 1-2 ngày cái cơn cảm nó sẽ mất đi. Bảo đảm là 1-2 ngày không lâu. Và khi triệu chứng xảy ra thì nó báo cho biết rằng cơ thể chúng ta quá âm, bây giờ bắt đầu nó đào thải bằng cách là nó sổ mũi hay là ho. Có khi một người đang ăn số 7 một vài ngày họ bị ho. Ho là trường hợp họ ho để tống khí âm ra, chứ không phải ho là triệu chứng xấu nữa. Do đó nếu chúng ta uống để ngăn chặn cơn ho đó, là chúng ta giữ lại cái khí âm đó, nó sẽ đồng trở lại trong tế bào chúng ta, nó sẽ ngấm sâu hơn. Vì vậy mà chúng tôi nói là tất cả những cái cách trị mà trị triệu chứng á, đều làm nguy hại cho bệnh nhân sau này. Ví dụ như cơn bệnh xảy ra mà người ta nhức đầu đi, chúng ta uống một loại thuốc để cho ngưng nhức đầu, thì cái âm đó nó ngấm sâu vô trong tế bào hơn. Mà cái cùng băng thứ hai chúng tôi có nói sơ qua điều đó đó. Và bắt đầu ngày xưa nhức đầu uống một viên hết, nhưng bây giờ nhức đầu lại lần thứ hai, chúng ta phải uống 2 viên và 3 viên, 4 viên, 5 viên, thậm chí cơn nhức đầu chúng ta uống tới 10 viên mà nhức đầu vẫn còn. Vì sao? Vì cái triệu chứng bệnh nó đã ngấm sâu trong thành tế bào rồi, khiến nó khó giải trừ. Vì vậy tất cả những phương pháp mà trị theo triệu chứng đều dẫn tới sự nguy hại về sau cả đó. Cho nên trong cái phương pháp ăn số 7 là phương pháp chúng ta ổn định lại được, tức là chúng ta quân bình âm dương, chúng ta củng cố để đào thải những cái âm chất từ trong cơ thể ra, để đến một ngày nào đó cơ thể chúng ta hoàn toàn quân bình thì tất cả bệnh tật đều hết, mà không sử dụng thuốc. Và trên lý luận âm dương đó thì chúng tôi nói rất là nhiều, quý vị nào có nghe thì sẽ hiểu thêm. Và cái trường hợp bệnh đường ruột, một điều mà chúng tôi nói từ trước đến giờ và sau này có lẽ là phải bằng cách nào đó để cho công chúng biết rằng tất cả những chứng bị nan y đều xuất phát từ đường ruột cả. Tất cả những chứng bệnh nan y nha đều xuất phát từ đường ruột. Chúng ta không thể có một bệnh nan y nào mà đường ruột không hư cả. Ví dụ như bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh, quý vị để ý một cái người bệnh thần kinh, trước đó họ đã bị đường ruột rất là lâu. Họ đã bị đi phân không đều. Ông bà già xưa mình nói là sáng đi tiêu chiều súc miệng, nhưng mà sáng mình đi tiêu không được là đường ruột bắt đầu trục trặc rồi, đúng không? Hoặc là một ngày đi có thể tiêu 2 lần, hoặc là đi tiêu phân màu trắng hoặc màu xanh lục, màu gì đó, phân nhão, thì vậy là đường ruột chúng ta đã hư. Nếu sáng đó chúng ta đi tiêu 1 lần vào buổi sáng mà phân vàng, thì vậy là ngày đó đường ruột chúng ta tốt. Mà ngày đó đường ruột tốt là ngày đó chúng ta có một lượng máu tốt cho cơ thể. Liên tục những ngày đi phân tốt như vậy là chúng ta liên tục có máu tốt để bù đắp cho cơ thể mình. Thì vậy cơ thể được nuôi nấng bởi máu tốt này thì cơ thể sẽ lành mạnh lên, nó sẽ khôi phục được bất cứ bệnh gì. Nói do vậy bệnh đường ruột chỉ cần ăn chuẩn số 7 trong vòng mấy ngày ổn định, không cần miếng thuốc nào nữa.
bệnh đường ruột thì rất là dễ trị đối với phương pháp dưỡng sinh. Và người nào mà bị chứng bệnh nan y, hồi trước chúng tôi hay nói chơi á, ví dụ như chúng ta bắt đầu bị nan y rồi, bất kể là bệnh nan y gì, ví dụ như ung thư, ví dụ như tiểu đường, ví dụ như bệnh tim mạch và tất cả các chứng bệnh khác, nếu biết phương pháp thực dưỡng này thì người đó sẽ khỏi bệnh mà không tốn tiền thuốc nữa, không tốn tiền thuốc nữa, nếu áp dụng đúng. Mà phải thực sự áp dụng đúng nha, và phải trị cho tới nơi dùm. Có những trường hợp mà mai mốt chúng tôi sẽ nói tiếp những cái gồm ăn thực dưỡng, những trường hợp mà người ăn lưng chừng mà ăn bỏ ra, sau này trị khó trị lắm. Có những cái chứng bệnh họ ăn một thời gian họ thoảng thấy bớt rồi, họ không tiếp tục nữa, họ ăn bừa bãi và sau đó bệnh trở lại, rất là khó trị. Vì trong giai đoạn nó cũng tương tự như cái giai đoạn bị trị triệu chứng bên Tây y vậy. Tức là lúc mà chúng ta ăn thì lúc máu huyết chúng ta nó thay đổi được một phần nào đó, nó củng cố được bệnh một phần thôi. Chúng ta thấy bớt rồi, bây giờ ăn uống tự do trở lại, chúng ta bị sau 1 năm 2 năm bị lại, bệnh đó rất khó trị. Cho nên buộc bất kỳ một người nào khi ăn theo phương pháp dưỡng sinh phải có một người hướng dẫn. Và khi người hướng dẫn đó xem xét mình thật sự hết bệnh cho mình ăn rộng ra bằng cách nào đó, thì chúng ta phải theo cái cách ăn rộng ra đó. Ăn rộng ra bằng kiểu nào, theo cái sự hướng dẫn của người kia thì chúng ta mới không bị cơn sốc về sau. Cho nên khi chúng tôi hay nói cái từ vui vui á, tức là ăn dưỡng sinh, ăn số 7 tức là đang lên núi mà khi xuống núi cũng phải có cách, chứ thôi là té nhào đầu á. Cho nên khi ăn rộng ra chúng ta cũng phải có phương pháp của nó. Vì vậy mà nói tới dưỡng sinh là chúng ta chỉ cần điều tiết trong ăn uống, điều tiết âm dương mà thôi, không cần nói tới, không cần tới thuốc men nữa, dù đó là bệnh chứng gì. Tôi nhớ có một lần tôi trị một cái bệnh của một cái vị sư cô bị đông máu tim. Nếu một ngày mà không uống viên thuốc đó là máu đông chết á, dễ sợ, đông máu tại tim chết liền. Vì đó khi nghe tôi kêu không uống thuốc rất là sợ. Người ta nói không sao nữa, nếu mà gan thì cứ bỏ liền tại chỗ đi. Còn không gan bỏ từ từ bằng cách là ngày thứ nhất bỏ 1/4, ngày thứ hai bỏ nửa viên, ngày thứ ba bỏ 3/4, ngày thứ tư bỏ hết. Là tới 4 ngày bắt đầu bỏ. Thì ngày thứ tư bỏ hoàn toàn không uống thuốc, cổ cũng hồi hộp lắm. Có điện thoại, sáng điện thoại, trưa điện thoại, chiều điện thoại, còn không biết con chết giờ nào thầy. Tôi nói bảo đảm không chết. Sự thật là không chết, trị hết được cái bệnh đó. Có những cái trường hợp như vậy mà nếu đông máu tim mà không uống là chết liền. Nhưng mà trong vòng mấy ngày, 4 ngày tôi cho là dữ lắm 4 ngày, không qua cái tới ngày thứ 5 họ vẫn hết được. Đó là điều để chúng ta thấy đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng thuốc nó là một cái gì với mình đó. Nhưng mà nếu nhìn một chiều ngược lại, thuốc để làm giảm bớt triệu chứng là một điều nguy hiểm vô cùng. Cơ thể chúng ta có khả năng phục hồi rất khủng khiếp. Nếu chúng ta đừng có bắt ép tế bào, chúng ta làm theo một cái chiều hướng mạnh bạo của thuốc men, thì tự cái máu huyết từ tế bào chúng ta sẽ khôi phục lại được sức khỏe của chính mình. Dạ, còn ai còn thắc mắc gì nữa không? Dạ, có Phật cho con xin hỏi một điều. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, cho con xin hỏi một điều nữa là vì chúng con cũng ham muốn là làm sao mà thực hiện được cái pháp dưỡng sinh của Thầy có cái kết quả được tốt đẹp và được thành công. Thì cái việc này thì con muốn hỏi Thầy như thế này, vì con cũng chưa được biết. Ví dụ như lượng nước uống một ngày là 1 lít hay là 2 lít hay là 3 lít thì xin Thầy chỉ rõ cho chúng con biết để chúng con thực hiện. Và cái thứ hai nữa là cái khi mà ăn cơm á, buổi sáng chẳng hạn chúng con ăn 3 chén, một chén chúng con để dừng lại theo như trong băng Thầy dạy đấy, thì để cúng dường 10 phương chư Phật và tất cả muôn loài chúng sanh và tất cả những người mà đang bị thiếu đói. Và buổi trưa thì 4 chén thì chúng con dừng lại 1 chén chẳng hạn như thế, tối 3 chén thì chúng con dừng lại 1 chén. Thế thì khi mà dâng cái chén cơm đó thì sau khi mình ăn 2 chén thì còn 1 chén mình dừng lại thì mình xin cúng dường, hay là trước khi mình ăn thì mình xin cúng dường trước, thì xin Thầy cho chúng con biết hai vấn đề đó để chúng con thực hiện để làm sao cho cái kết quả nó được tốt đẹp ạ. A Di Đà Phật, con xin hết ạ. Thứ nhất về cái việc uống nước đó cô, là cũng tùy từng người, khi chúng tôi gặp chúng tôi cho người đó uống nước như thế nào đó, nhưng mà chắc là không ai uống quá 1 lít đâu trong một ngày. Vì lý do chúng ta đã có giải thích rồi, tức là cơ thể trung bình của chúng ta là mỗi người khoảng 5 lít máu. 5 lít máu đó một ngày một đêm nó qua thận 200 lần. Như vậy là nếu chúng ta không thêm cái gì thì thận chúng ta một ngày đã lọc hết 1.000 lít nước rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn đồ ăn, ăn cơm, ăn canh này nọ kia đó, là một ngày chúng ta có thể đưa vô khoảng 2 lít nữa đó. Thì vậy là thận đã phải lọc tới 1.400 lít nước. Bây giờ chúng ta uống thêm 1 lít thì thận sẽ lọc 1.600.
Nếu uống thêm 2 lít thì thận sẽ lọc 1.800. Nếu chúng ta uống 3 lít thì thận sẽ lọc 2.000. Phải không? Mà một trái thận bình thường nếu một ngày lọc khoảng 1.400 trở lại thì tuổi thọ nó có thể sống tới 80, lành mạnh, không đau yếu. Còn nếu chúng ta lọc tới 1.600 hoặc là mỗi ngày bắt nó lọc 1.800 thì nó sẽ sống 40 tuổi, nó sẽ yếu rồi. Hoặc có thể yếu sớm hơn nữa. Nếu chúng ta uống nước nhiều một giai đoạn rất là nhiều thì thận nó sẽ yếu đi. Thận yếu rất là nhanh, nó sẽ dẫn tới bệnh tật sau này. Cái thứ hai nữa là thận nó ảnh hưởng rất nhiều tới các cơ quan nội tạng khác. Ví dụ như khi mà chúng ta uống nước nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới tim, rồi đồng thời ảnh hưởng tới thần kinh. Hôm rồi chúng tôi có nói một cái chuyện một người đang ăn số 7 mà uống nước nhiều nó sanh ra cái chứng sợ hãi á. Là có một cái cô Phật tử của tôi ăn số 7 tới hơn một tháng rồi. Cô ta là ngày xưa là không bao giờ sợ bất kỳ một cái điều gì, thậm chí ban đêm dám đi ra Gò Mã. Bây giờ vừa sụp tối đi ra đường bắt đầu sợ. Vừa nói ra là mình biết cái bệnh uống nước nhiều. Tôi hỏi là một ngày cô uống mấy lít nước. Cô nói uống hơn 2 lít. Trong giai đoạn ăn đang số 7, uống hơn 2 lít nước. Thế bây giờ muốn hết cơn sợ này chỉ cần ngày uống nửa lít nước lại là hết này thôi. Thì thật sự là 2 ngày sau hết chuyện đó liền. Số 7 thì nó nhanh lắm, nó nhanh phê lắm. Tức là đang giai đoạn ăn số 7 uống nước nhiều là bị chuyện đó liền. Và ngưng ăn 2 ngày sau là hết chuyện đó liền. Nó rất là nhanh, người đang ăn số 7 rất là nhanh. Cho nên một người mà đang ăn gà lứt muối mèo mà nhất là đang ăn theo số 7 thì cái lượng nước không thể đưa vào nhiều cho cơ thể được. Mà tùy, ví dụ như gặp từng người, tôi cho người đó cũng tùy cái loại bệnh. Ví dụ như có một kỳ tôi gặp một cái bệnh mỡ bọc thận. Cái cô đó mỡ bọc thận nhiều năm trị không hết, cho tới sưng cái mặt, sưng mặt rồi. Thì tôi nói là nếu cô nhai cơm cho tới khi thành nước cô nuốt thì 10 ngày, trong vòng 10 ngày cô không được uống miếng nước nào, ngoài cái việc mà nhai cơm để nuốt thôi. Bệnh này nếu còn tôi sẽ thường bao nhiêu tôi sẽ thường hết. Mà sự thật là bảo đảm trong vòng 4 ngày sau cái mặt đã xẹp rồi. Nếu chúng ta nhai cơm gạo lứt muối mè cho thật kỹ cho tới khi thành nước chúng ta nuốt á, thì cái lượng nước đưa vô cơ thể rất ít. Và cái lượng muối mè nó sẽ vô nó trong mè nó có cái chất để làm tiêu cái cholesterol đang bám ở thành thận. Do đó trong vòng mấy ngày là nó tan đi cái mỡ thận, trong vòng 10 ngày thôi. Đó, thành ra có những trường hợp tôi không cho uống nước mấy ngày nữa. Thật ra không nhất định là phải uống bao nhiêu nước, không quy định được trước do bất kỳ một người nào. Nhưng mà không thể, một người ăn số 7 không thể dùng quá 1 lít. Đang ăn số 7 thì từ dữ lắm là 1 lít đối với mùa hè này. Và càng ít càng tốt. Người nào nhai kỹ thì lại ít uống nước. Nhai kỹ nào ít uống nước chừng đó. Đó là chuyện chúng ta phải biết. Chuyện hồi nãy, chuyện thứ hai là nói về cái việc mà chúng tôi nói là cái ăn uống nó quyết định được cái tương lai, cái vận mệnh của chính mình. Trong cái cuộc băng đó chúng tôi cũng có nói nhiều. Tức là thường thì chúng ta đem đi bố thí người khác là cái đồ chúng ta dư thừa chúng ta bố thí. Không, bây giờ chúng ta bố thí cái đồ quý, đúng không? Khi chúng ta đang ăn ngon, tức là cái món ăn, cái vật uống nó đang quý với mình, đang muốn ăn nữa mà chúng ta dừng lại, chúng ta ngăn chặn cái tham tâm của mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta dừng cái chén cơm đó là cái mà chúng ta đang quý kính. Chúng ta mới thầm khấn nguyện, không cần phải bưng lên gì hết, không cần cho mọi người biết điều này. Đây là một điều hết sức bí mật cá nhân. Chỉ ngầm dừng lại, không ăn tiếp nữa. Thì mình thầm nghĩ là cái phần không ăn này mình sẽ cúng dường mười phương chư Phật và bố thí cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Những cái loài nào thiếu đó sẽ được hưởng. Mình không biết cái này nó tới đâu, nhưng mà trong quy luật á, là gió thì luôn thổi vào chỗ trống, nước luôn luôn chảy vào chỗ trũng. Phần chúng ta không ăn sẽ tới tay những người thiếu đói. Chúng ta đừng có sợ là chúng ta không ăn rồi chúng ta đổ vỏ là không ai ăn. Không phải như vậy nữa. Nó thành ra khi chúng ta dừng lại để chúng ta có cái tâm hồi hướng cúng dường gì đó, có nghĩa là chúng ta không ăn phần đó thì tự động sẽ có người ăn được. Nhưng mà chúng ta muốn cho cái tâm mình nó mở rộng ra để cúng dường chư Phật, hoặc là mở rộng ra để bố thí khắp tất cả chúng sanh muôn loài, thì cái phước báo nó sẽ lớn hơn. Đó gọi là âm đức của mình. Cái âm đức của mình thì như trong băng kỳ trước tôi nói đó, tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta từ hồi đó giờ chúng ta luôn bị thiếu kém về kinh tế, phải nói như vậy. Người nào mà thực hiện như vậy sau 4 năm mà kinh tế còn thiếu kém, chúng tôi sẽ bồi thường. Đây là cái điều gần như nó là bí mật, nhưng mà thật sự không bí mật gì đâu. Vì trong nhân quả đã quy định, ví dụ như trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu tập như thế nào đó mà quy định mỗi một ngày ra đời này, mỗi một ngày chúng ta chỉ được quyền tiêu pha 10.000 thôi, đúng không?
nhân quả nhiều đời nhiều kiếp cho chúng ta đủ cái phước. Một ngày chúng ta xài 10.000, nếu chúng ta xài lố 10.000 là sẽ có chuyện. Mà chúng ta đâu có biết đâu, chúng ta làm nhiều tiền cái xài 15.000, xài 15.000, hoặc là có ngày chúng ta xài 20.000, 30.000, nó quá những cái phước quy định thường tình của mình theo nhân quả. Thì vậy là phước báo chúng ta sẽ bị tổn. Thay vì một ngày chúng ta xài 10.000 thì chúng ta sống yên ổn được 30 năm. Nhưng mà nếu một ngày chúng ta xài 15.000 thì chúng ta chỉ yên ổn 20 năm thôi. Còn 10 năm sau là bệnh hoạn, là bất hạnh, là đủ thứ chuyện xảy ra đối với mình. Tại vì mình đã xài hết cái nhân quả cũ, bây giờ còn sống theo nhân quả đó thì mình phải sống trong khó khăn, trong đau khổ. Thì như vậy bây giờ ngược lại, mình xài một ngày 8.000, phải không? Thì cái đoạn cuối của chúng ta sẽ bình yên, vô sự, vì cái phước chúng ta còn thừa. Hiểu không? Do đó mỗi một lần mà chúng ta dành dụm lại một chút phước, trong bữa ăn người xưa nói một câu là hưởng phước bất khả hưởng tận là vậy. Tức là xài phước không nên xài hết, mà cái phước báo thể hiện trong cái ăn mặc của mình. Giờ đang ăn mà mình hưởng không hết, phần này là phần của mình, nhưng mà mình tự động mình dừng lại thì phước báo chúng ta sẽ tăng lên. Thay vì chúng ta được sống 40 năm bình yên thì bây giờ 60 năm sẽ bình yên, không có chuyện gì xảy ra với mình, đúng không? Thay vì bây giờ chúng ta sống nghèo khó tới 30 tuổi, nhưng mà tới 30 tuổi chúng ta sẽ dư cái phước đó để chúng ta khá giả hơn. Vì vậy mà bảo đảm người nào thực hiện được điều này là 4 năm sau cuộc sống sẽ khó, sẽ hết đi, hết đi những cái khó khăn về mặt kinh tế. Bảo đảm sẽ có kinh tế khá giả hơn. Đó là điều để chúng ta thấy trong cái ăn uống nó quyết định rất là nhiều cái. Từ cái hạnh phúc, rồi từ cái bình yên của chính mình và trí tuệ của mình nữa. Người nào muốn nghe nhiều về dưỡng sinh thì chịu khó nghe cái cuồng thực dưỡng, chúng tôi đã giảng tới cuồng 2 rồi. Thì có thể là lọt bài đó, tôi giảng tới khoảng 5 cuồng, 7 cuồng gì thì tùy. Nhưng mà chịu khó, quý Phật tử chúng tôi xin giới thiệu là quý vị chịu khó nghe hết cái lọt bài đó giùm đi, để chúng ta tự biết điều tiết âm dương như chính mình. Thân chúng ta sẽ không còn bệnh tật vớ vẩn như từ trước giờ nữa. Cuộc sống chúng ta bớt đi sự rắc rối như từ trước giờ. Sức khỏe chúng ta sẽ được khôi phục lên, trí huệ sẽ mở mang và sẽ hiểu sâu hơn về đạo lý giác ngộ giải thoát. Để chính bản thân mình tự động tới sự giác ngộ giải thoát bằng cái sức khỏe tâm an đó. Thì cái phương pháp thực dưỡng không phải là để chữa bệnh không, mà nó ổn định được cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, và thậm chí cả tới cái việc giác ngộ giải thoát. Quý vị nào mà nghe tới cuồng 2, quý vị sẽ thấy là chúng tôi sẽ dẫn tới cái chuyện đó rồi. Là với sức khỏe nào sẽ đạt đến trí tuệ nào, và đến cái đỉnh điểm cao tột của nó là đạt tới trí huệ bình đẳng tuyệt đối, tức là đạt được sự giác ngộ giải thoát tuyệt đối, chứ không phải là cái chuyện trị bệnh thôi. Đó thì quý vị chịu khó nghe, tìm hiểu, có thể liên hệ với cái anh Phật tử mà theo băng ở chúng tôi, tìm băng tiếp tục băng thực dưỡng số 2 nghe tiếp. Mỗi tháng thì chùa Luân Hương sẽ cho ra đời một cuồng. Quý vị đón nghe. Thật ra ở đây đạo tràng chúng ta lớn tuổi hơi nhiều, mà không nói tới cái chuyện lớn tuổi nhỏ tuổi gì đâu. Chúng ta đã là con người sinh ra giữa cuộc sống này, là chúng ta phải mạnh khỏe, phải hạnh phúc thực sự mới đúng. Còn nếu chúng ta bị bệnh, chúng ta bị bất hạnh là chúng ta đã có một sự sai lầm rồi, cần phải học hỏi để chỉnh đốn lại. Với tuổi già gặp được phương pháp thực dưỡng này có một cái điều sướng là không bị đau nhức. Tuổi già minh mẫn sáng suốt, không bị đau nhức, không bị bệnh tật. Tới khi chúng ta chết, sống an thì chết sẽ siêu, còn sống mà bất an thì chết khó siêu lắm. Đó là điều mà tu theo đạo Phật chúng ta phải biết điều này. Cho nên vị nào mà có cái duyên tìm hiểu một cách sâu sắc về phương pháp thực dưỡng thì cái tuổi già chúng ta sẽ khỏe đi. Ví dụ trong cuộc thực dưỡng chúng tôi có một cái điều khuyên mà hết sức là tha thiết, kêu gọi những người lớn tuổi nên dặn con cháu mình một điều là tới hồi mình yếu đừng bao giờ cho mình uống sữa, uống đường nữa, rất là nguy hiểm. Người nào uống đường nhiều tuổi già nó sẽ bị mê đó. Bị mê trước khi mất là nguy hiểm lắm, không nên. Điều này nó có thể đụng chạm với mấy ngay nhà kinh doanh đường, nhưng mà tôi thấy chuyện không thể không nói. Cho nên mấy bà cụ nên dặn con cháu mình, có thương á thì tới già làm ơn nấu cháo rồi xay thành sinh tố cho ăn. Nấu cháo gạo lứt, đậu đỏ, hạt sen cái gì nó cũng bổ vậy. Nó sẽ bổ hơn sữa nhiều, nó không ảnh hưởng trí não của mình, người đó sẽ minh mẫn sáng suốt. Còn mà sử dụng đường nhiều, não bộ chúng ta sẽ bị hư. Có rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm khoa học mà chúng tôi đã nói trong băng.
về cái nguy hiểm của đường á, quý vị nghe quý vị sẽ hiểu thêm. Và cái duyên ở đây thì có, cũng có một số người nghe rồi, có một số người ở đây mới bắt đầu nghe, coi như thực sự mới lạ. Ở đây chúng ta ở trong chùa mà không nói chuyện giác ngộ giải thoát làm chính, mà nói chuyện ăn uống làm chính, có một số người không chịu. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng ăn uống nó nuôi sống sức khỏe chúng ta, phải không? Cho nên người không có ai không ăn mà sống cả. Có ai sống tới 5-70 tuổi như thế này mà không ăn? Không có đâu. Không có chuyện đó xảy ra trong đời này. Vì vậy chúng ta phải ăn như thế nào cho đúng, ăn như thế nào cho có sức khỏe, ăn như thế nào để cuộc sống chúng ta bình an hạnh phúc, thì điều đó chúng ta phải học, chịu khó học dùm. Người xưa có dạy một câu là học ăn, học nói, học gói, học mở. Nhưng mà trường học ăn chưa ai dạy, bản thân chúng ta không chú trọng tới điều này, cho nên chúng ta luôn bất hạnh, luôn khổ đau. Thì bây giờ dù là trễ nhưng mà vẫn còn kịp cho chúng ta, phải không? Chúng ta nên học kỹ để chúng ta sửa đổi lại sức khỏe của mình, sửa đổi lại cuộc sống của mình. Thì đó là về dưỡng sinh thì nó rất là mênh mang, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sẽ thu tóm lại những ý chính chúng tôi nói ra trong một số cùng băng. Có điều kiện thì chúng ta sẽ viết thành một tập sách nhỏ để cho quý vị thực hiện. Chắc giờ chúng ta nghỉ để ra ngoài kia chúng ta đốt hương cúng tiên sinh. Thì chúng tôi để một chút tôi coi lịch lại để thông báo cái ngày giảng kỳ tới nha. Bây giờ kỳ tới là có thể chúng ta giảng cái tuần cuối tháng luôn. Ví dụ như từ 23 trở lên mà có cái ngày chủ nhật nào á. Vì trước ngày 23 chủ nhật là nó còn chưa phải là cuối tháng, đúng không? Từ ngày 23 âm lịch trở lên mà có bất kỳ ngày chủ nhật nào thì ngày đó chúng ta sẽ học ha. Cái là tuần chủ nhật cuối tháng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chẳng đây chúng tôi xin mời quý Phật tử có mặt ở đây tới 18 tháng 4 ở chùa có cúng dỗ tổ, tức là vị tổ khai sơn chùa Long Hương. Ngày đó chúng tôi sẽ tổ chức dỗ, mời quý vị tới sắp xếp thời gian tới đây để dự. Vị nào vắng mặt thì nếu mà có đến dự được thì chúng tôi xin mời. Còn giờ này thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ và chúng ta cúng lễ tiên sinh, sau đó mời quý vị ở lại dùng cơm chiều với chùa. Hôm nay có thể chúng ta về trễ một chút. Thôi mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.